Câu chuyện kể về cô gái tên là Hứa Tư, gần 30 tuổi rồi mà vẫn chảy chật trên con đường tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn. Còn anh, Lục Đằng, cũng đã đến tuổi lấy vợ, ba mẹ vẫn luôn thúc giục anh chuyện lập gia đình. Lần đầu tiên Lục Đằng nhìn thấy Hứa Tư là khi cô đang đi xem mắt. Không biết vì lý do gì mà đối tượng xem mắt của cô chợt đứng dậy, giận dữ hát nước vào người cô. Nhìn cách cô bình tĩnh xử lý hắn ta đã khiến Lục Đằng ấn tượng sâu sắc. Còn về phía Hứa Tư, Cô lần đầu tiên gặp Lục Đằng lại là ở tiệm đồ cổ, ngay lập tức cô bị phong thái ung dung, vẻ ngoài đẹp trai của anh thu hút. Bởi vì không có kinh nghiệm tình trường, Lục Đằng ban đầu đánh dùng 7749 kế của em họ Quân sư để cưa cô. Nhưng hóa ra mọi hành động của anh đều bị cô nhìn thấu, chỉ là cô không vạch trần ra mà thôi. Đến cuối cùng Lục Đằng làm thế nào mới có được tình cảm của Hứa Tư đây? Mời các bạn theo dõi hành trình theo đuổi tình yêu vô cùng gian nan nhưng không kém phần hài hước của cặp đôi Lục Đằng và Hứa Tư nhé. Lúc Hứa Tư đang lấy tiền từ trong túi để chuẩn bị thanh toán thì bất ngờ bị ly nước hát vào mặt. Trần Long Hào ngồi đối diện đã nói chuyện với cô nửa tiếng đang tức giận đến mức mặt đỏ phừng bàn tay run rẩy vì bị nước trà văng trúng. Cô nói vậy là có ý gì? Cô vờn tôi nửa tháng sau khi ăn uống thỏa thích thì lại đòi chia tay với tôi. Tuy giọng anh ta không lớn, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của rất nhiều người trong quán cà phê sách yên tĩnh này. Hứa tư không thích bị người khác nhìn chằm chằm, nhất là khi nước vẫn còn đang chảy dọc theo tóc rồi xuống cằm cô. Cô lấy khăn giấy từ trong túi ra, giọng hơi trầm xuống, kìm nén sự tức giận. Thứ nhất, chúng ta chỉ là đối tượng xem mắt, còn chưa đến mức chia tay. Thứ hai, từ khi quen biết đến nay, tôi không tiêu một xu nào của anh. Cuối cùng, hôm qua bạn gái cũ của anh đến làm ầm ĩ ở phòng làm việc của tôi. Vì danh dự của phòng làm việc và của cá nhân tôi, tôi mong về sau chúng ta sẽ giữ khoảng cách với nhau. Vậy thì yêu cầu này có quá đáng không? Trần Long Hào còn chưa kịp nói, hứa tư đã giúp một sấp ảnh từ trong túi ra rồi để đến trước mặt anh ta. Bởi vì cô không vui nên quăng hơi mạnh, có mấy tấm ảnh còn bay dọc theo góc bàn, vương vãi ra mấy bàn đằng sau. Trong ảnh Trần Long Hào mặt mày hớn hở thân mật, ôm một cô gái trẻ vào trong nhà. Sắc mặt anh ta cứng đờ, môi mấp máy, nhưng mãi mà vẫn không nói nên lời. Hứa tư tùy ý lau tóc hai lần, khi cảm giác được vị ngọt ở hai bên thái dương, dạ dày cô quặn lên. Cô đứng dậy. Tôi không cần biết hai người vào xem đồng hồ hay đánh bài. Tóm lại là cho khôi hài này nên dừng lại ở đây thôi. Tôi không có ý định chi trả phí dịch vụ đắt đỏ ở dịch vụ mai mối chỉ để gặp một tên cặn bã như anh không hẹn gặp lại nói xong không đợi anh ta giải thích cô đã nhanh chân rời khỏi quán cà phê cô vừa đi đến con đường đối diện thì chuông điện thoại vang lên mặt cô bỗng trở nên vô cảm khi thấy người gọi là chị lưu của dịch vụ mai mối ấn từ chối rồi chặn số chị ta sau đó gọi điện cho bạn tốt kiêm luật sư riêng của mình vì hai người đã là bạn nhiều năm nên giữa họ không có gì bí mật cả nói xong chuyện chính bạn tốt liền trêu chọc cô tớ đã sớm nói với cậu là đi xem mát rất mạo hiểm mà đây là lần thất bại thứ mấy rồi hả vì bên đại lý mai mối sợ cậu quá nên mới đưa loại tay chơi tới hàng phục cậu đấy hứa tư nói hàng phục gì chứ cậu đang sỉ nhục tớ đấy à trông cậu cũng xinh đẹp kiếm được nhiều tiền mà có lẽ nào cậu có thể chất đã được định sẵn là sẽ cô đơn cả đời không khoái miệng của hứa tư khẽ giật không muốn đáp lại câu này cho lắm tiêu chuẩn chọn chồng của cậu không cao lắm mà sao muốn tìm một người để kết hôn lại khó như vậy nhỉ hứa tư dừng chân mấp máy môi đúng vậy lẽ nào trên đời này không có một người đàn ông tốt tính lại không lăng nhang sao sau một lúc lâu cô nói viện viện tớ sẽ thử thêm một lần nữa nếu lần sau vẫn không được thì tớ sẽ không kết hôn hôm sau là thứ bảy hứa tư phải dậy sớm trang trí cho phòng làm việc Tiểu Bàng ở buổi lễ tân hơi sửng sốt khi thấy cô. "Hứa Tư, em đã sắp xếp lại lịch học cho mấy ngày tới chưa?" Tiểu Bàng vội vàng gật đầu. "Xong hết rồi ạ, sau khi em đổi tất cả lịch học sang tháng sau, ngoại trừ bà Trương không hài lòng nên đã trả lại thẻ năm, thì mấy phụ huynh còn lại đều tỏ ra thông cảm với bên mình ạ." Hồi còn đại học, Hứa Tư theo học vũ đạo, sau khi tốt nghiệp thì mở trung tâm dạy múa với mấy người bạn. Sau 5 năm, trung tâm của họ đã trở nên nổi tiếng trong thành phố. Sau khi xác nhận một số việc với thợ trang trí nội thất, hứa tư liền lái xe đến chợ đồ cổ. Nếu không phải cô bạn gái cũ đến làm ẩm mỹ, đã làm vỡ cái bình hoa cô rất thích, thì chưa chắc cô đã so đo với cô bé kia. Vì hôm nay là thứ bảy, nên chợ đồ cổ đông nghẹt. Hứa tư mặc một chiếc áo măng tô màu xanh nhạt, đôi chân mang giày cao gót đi dọc theo lề đường, chỉ cần thấy cửa hàng nào vừa mắt thì liền đi vào đã đến giữa trưa nhưng ngoại trừ cái lắc màu đỏ được đàn độc đáo trên cổ tay thì cô không mua được gì nữa từ trước đến nay một người làm trong ngành nghệ thuật như hứa tư đều theo tôn chỉ tối giản khi mua đồ nếu mua được đồ mình thích thì tốt không gặp được thì là không có duyên cô ngẩng đầu nhìn mặt trời quyết định dạo thêm một cửa hàng vừa vào cửa cô chỉ mới liếc qua thì đã thấy bình xứ trắng ngà trong tay người đàn ông ở trước quầy bình dài bằng hai ngón tay miệng chai nhỏ và tròn, cắm hoa là vừa đẹp luôn. Hứa tư vô thức bước tới hai bước. Người đàn ông vừa thanh toán xong, vừa xoay người lại thì khuỷu tay vô tình đụng mạnh vào bả vai hứa tư, khiến cô lảo đảo hai bước, gót giày đập vào cửa gỗ, suýt thì ngã xuống. Cách một lớp vải, bàn tay anh nắm chặt lấy cánh tay cô rồi kéo người cô trở về. Cô không sao chứ? Một giọng nói trầm ấm dễ nghe truyền đến từ trên đỉnh đầu. Hứa tư sợ bóng sợ gió một hồi, tim vẫn còn đập nhanh khi ngẩng đầu lên liền vô tình nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh trong người đàn ông này cũng có vẻ đẹp trai đấy hứa tư kêu gào trong lòng vô cảm ngồi dậy sau đó lùi nửa bước tôi không sao người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của cô hai giây nhíu mày nói có phải bong gân rồi không hứa tư đang định lắc đầu bỗng nghĩ tới điều gì lại trần trừ gật đầu chút chút người đàn ông nói Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé Không cần đâu Mắt hứa tư đảo quanh Chỉ vào tay trái của anh Anh có thể nhường nó cho tôi được không Coi như là nhận lỗi Người đàn ông im lặng Hứa tư lại nói Tôi mua lại từ anh Anh cứ ra giá đi Chàng trai trẻ mặc áo dài đen đứng sau quầy nhìn hai người Vừa định mở miệng thì người đàn ông kia đã gật đầu Nếu cô thích Thì tôi sẽ chuyển nhượng với giá gốc cho cô Hứa tư vui vẻ hỏi Bao nhiêu tiền vậy? 80 triệu Hứa tư sợ anh đổi ý Vội vàng lấy điện thoại ra chuyển khoản Khi họ thêm gia lô của nhau Hứa tư nhìn lướt qua trang cá nhân của anh Ảnh đại diện là chữ L màu đen Giống với nickname Cô nhìn theo hình bóng cao giáo Của người đàn ông biến mất trong đám đông Nghĩ thầm Người đàn ông này cũng khá tốt tính đấy chứ Gần đây Lục đang hơi buồn phiền vì vấn đề dục hôn mà những thanh niên lớn tuổi hay gặp phải anh không chịu trở về thì mẹ anh dục từ bàn ăn đến phòng ngủ từ phòng ngủ đến gara quay đi quay lại vẫn là câu nói ấy con trai chừng nào con mới dẫn con dâu về cho mẹ đây lục đăng tùy ý chọn chiếc mercedes đèn xe lóe lên hai lần anh kéo cửa xe ra thuận miệng đáp nhanh thôi ạ à. mắt bà lý sáng lên con có đối tượng rồi hả lục đăng liếc vào một cái cúi đầu thắt dây an toàn hàm hồ nói dạ ở đâu đó Sao con bé không cùng về với con? Cô gái nhỏ bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì? Lục Đăng nắm tay lái, nhếch môi nói. Năm nay cô gái nhỏ 38 tuổi, là tổng giám đốc tự mở công ty, rất giỏi đúng không? Mẹ có thấy tự hào về con trai mẹ không? Bà Lý cầm nín. Mặt bà hết đỏ lại xanh, từ xanh chuyển sang trắng. Sau một lúc lâu, dường như sợ con trai không vui, bà ngập ngừng đáp. Con trai à, mẹ tự nhận mình không cổ hủ, nhưng mẹ sợ ba con không chịu nổi khi con đưa bạn gái về ra mắt ba mẹ mất lục đằng nhịn cười dạ một tiếng vẫy tay đi ra ngoài bà lý nhìn xe ra khỏi gara ừ xìu nói thầm ít ra thì con trai không phải gay lục đằng vừa lái xe đến chợ đồ cổ vừa nghe đứa em họ khóc thảm thiết ở đầu bên kia điện thoại anh ơi anh ruột của em ơi anh nhanh đến đây đi em trai anh sắp chết rồi lục đằng đang chờ đèn đỏ ngón trỏ gõ gõ tay lái chậm rãi nói: đừng sợ, đợi khi nào người chú lạnh rồi anh đi nhặt xác cho. Lục Sam Xuyên rú lên một tiếng: anh anh quên ai đã giúp anh trốn học rồi làm đệm thịt à? trong lòng em rất khổ sở đấy, em chưa còn biết trông cậy vào anh thôi. Vì đang giữa trưa nên ngã tư nhộn nhịp, xe cũng không vào được. Lục Đằng dừng lại ở lề đường, đóng cửa xe, đôi chân dài đi về phía cửa tiệm của Lục Sam Xuyên. Bên tai là tiếng quỷ khóc sói gào, xen lẫn tiếng ồn ào hối hả trên đường. Cả hai đã tạo thành một âm thanh cực kỳ chói tai. Anh chặt lưỡi rồi nói. Anh ghi âm lại rồi, mai gửi cho cô bạn gái của chú nhé. Đầu bên kia điện thoại đang kêu rên lập tức im bặt, yên tĩnh như gà con. Lục Đằng rất hài lòng, cất điện thoại rồi đi xuyên qua dòng người. Lục Sam Xuyên vừa mới tốt nghiệp đại học vào năm ngoái, vì muốn xây dựng sự nghiệp nên xin ba mẹ mở một cửa tiệm trên con phố này bình thường hay mặc áo dài truyền thống màu đen để buôn bán. Vì chuyện này mà chú và dì đã kể khổ với anh không ít lần. Mấy ngày trước, Lục Sam Xuyên gặp một người siêu tầm đồ cổ bị phá sản. Lúc đấy cậu hào hứng nói rằng mình đã nhận được một lô hàng tốt với giá rẻ, trong đó còn có một bảo vật được khai quật vào cuối đời đường nữa chứ. Ai rẻ hôm qua bỗng nhiên bị người ta đập cửa, nói cậu bán hàng giả, suýt nữa đã dẫn đến đập phá cửa tiệm. Cậu khóc đến mức Lục Đằng không còn cách nào khác, đành đồng ý đến đây xem anh vừa mới đi vào thì đột nhiên có người xông ra ôm lấy anh ba về sau anh chính là ba em tên nhóc này lại lên cơn rồi lục đằng đẩy cậu ra nhìn cửa tiệm cổ xưa lịch sự tào nhã tháo cái kính dâm kiểu tây chẳng ra gì xuống khỏi mặt cậu ta đồ đâu lục xăm xuyên nịnh nọt lấy một hộp dài dưới quầy rồi mở ra bên trong bè năm sáu món đồ sứ đủ chủng loại nào là sứ men trắng sứ trắng Lục Đằng nhìn kỹ từng cái một, không cần thiết bị chuyên nghiệp thì anh cũng đã phân biệt được thật giả. Lục Sam Xuyên tránh sang một bên, nhìn chằm chằm anh với đôi mắt cún con đầy tội nghiệp. Ngón tay Lục Đằng gõ lên mặt bàn, chỉ vào cái bát miệng rộng làm bằng men ngọc được khai quật vào cuối đời đường hỏi. Chú tốn hết bao nhiêu tiền rồi? Lục Sam Xuyên run rẩy duỗi ba ngón tay ra. Nói là được làm từ lò nung, đòi em 900 triệu. Lục Đằng lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ba đầu ngón tay của cậu. Lục Sam Xuyên. Sao vậy, rốt cuộc thì nó có phải là đồ thật không? Chú thấy sao? Có phải lúc gì sinh ra đã quên não của chú trong bụng rồi không? Dùng 900 triệu để mua cái bát xin cơm bị mẻ, chú sao không dám một tờ giấy viết, kẻ ngốc nhiều tiền lên chán luôn đi. Lục Sam Xuyên khóc lóc. Sao em biết được chuyện này chứ? Lão ta tự xưng là chuyên gia về đồ sứ Giang Nam mà. Sao em lường trước được chuyện lão ta bán hàng giả cơ chứ? Lục đằng sờ chán Không muốn nói chuyện với tên nhóc ngốc nghếch này Toi đời rồi Viên viên đã dặn em trước rồi Cô ấy sắp bỏ em rồi Nhìn cậu ta ngồi xổm trên mặt đất Với dáng vẻ ỉu xìu Tính anh em đã chết nhiều năm trong lục đằng bỗng sống dậy Anh trầm ngâm một lát Gõ vào mép hộp Như vậy đi Anh sẽ mua 6 món đồ sứ với giá 70 triệu Nghe vậy hai mắt lục xăm xuyên mở to 70 triệu thôi sao ba à sao ba nữa làm vậy với con nếu anh nhẫn tâm thì chú chẳng được cắp nào đâu anh hơi dừng lại an ủi cậu bánh sinh nhật của dì vào tháng sau do bạn gái cậu làm nên không bị lo đá đâu còn về cái tiệm tồi tàn này chú cứ dẹp sớm đi cho đỡ phiền phức lục sam xuyên khóc hu hu sau một lúc mè nheo lục sam xuyên đành khuất phục trước sự nghèo khổ không tình nguyện lấy số tài khoản đưa anh sao con lại có người cha keo kiệt như vậy chứ bà cũng không có đứa con kém thông minh như vậy đâu. Khi nhận được thông báo chuyển nhượng, Lục San Xuyên bỗng giật mình, bỗng đứng thẳng lên. Có phải anh lừa em không? Trong phim đều có kịch bản là anh nói dối với em rằng bảo vật một triệu chỉ là vật không có giá trị, sau đó mua với giá bèo bọt để đi đầu cơ trục lợi. Cậu càng nói càng hăng, ôm lấy bảo vật cuối đời đường. Không ngờ ba lại là loại người như vậy, còn không bán nữa. Lục đằng bị cậu làm cho tức đến phát cười, tùy tiện lấy một bình xứ màu trắng ngọc bích ra. Được rồi, vậy chú nhìn xem, ngoài chú ra thì còn có kẻ ngốc nào tiêu 10.000 đô la để mua cái đồ dởm này không? Lục Sam Xuyên liếc nhìn cái bình trong tay anh, nói thầm. Cái này khá đẹp, viên viên cũng thích mà. Giúp cuộc cậu vẫn ỉu xìu gói đổi lại cho anh. Lục Đằng hừ một tiếng, xoay người đánh giá những thứ khác trong tiệm. Vì anh không biết phía sau có một cô gái nhỏ nhắn đang đứng, nên lúc quay người lại, Quỷ tay vô tình đụng mạnh vào bả vai cô, đẩy cô lùi ra sau nửa mét. Lục đằng vô thức vươn tay túm lấy tay cô. Người phụ nữ mặc chiếc áo măng tô ngắn, phối với quần bút chì, đôi giày gót nhọn càng tôn lên đôi chân dài của cô. Khi cô ngẩng đầu lên, lục đằng liền nhau mắt. Đây không phải là người phụ nữ bị hắt ly cà phê lên mặt hôm qua sao? Hôm qua lục đằng hẹn khách hàng bàn chuyện ở đó, còn chưa nói được hai câu thì phía sau ghế đã trở nên xôn xao. Nghe thì có vẻ như bên nữ muốn chia tay Bên nam không chấp nhận Nên đã giận dữ tạt ly cà phê vào mặt bên nữ Tuy Lục Đằng đã thấy nhiều tình huống tương tự Nhưng đây là lần đầu tiên Anh gặp được người phụ nữ bình tĩnh như vậy Ảnh chụp rơi đầy dưới chân Trong ảnh là người đàn ông có khuôn mặt anh Tuấn nhã nhặn Nhưng đôi mắt lại dán chặt vào ngực người phụ nữ kia Tuy rất bực mình khi đối tượng xem mắt và bạn gái cũ còn dây dưa Nhưng ngoại trừ mặt đạo đức ra thì cô ấy không có lập trường gì để chỉ trích gã cả. dù sao thì họ vẫn chưa phải là người yêu. giọng nói lạnh lùng như ngọc rơi lên đĩa của người phụ nữ khi bạch rõ giới hạn với đối phương, nghe vô cùng dứt khoát. cuối cùng lục đằng cũng không nhịn được mà quay lại, nhưng anh chỉ kịp thấy dáng người cao gầy, bóng lưng thẳng tắp và khí chất cao quý của cô. khi cô đẩy cửa đi ra ngoài, vô tình lộ hơn nửa khuôn mặt. lục đằng nhớ mày. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là người đàn ông này bị mù rồi, còn suy nghĩ thứ hai là người phụ nữ như vậy mà cũng cần xem mắt à. Không ngờ sau cái nhìn thoáng qua để lại cho anh ấn tượng sâu đậm ấy, hai người lại gặp lại nhanh đến vậy. Nhưng lúc này đây, cô từ một người bình tĩnh quả quyết, biến thành kẻ an vạ có diễn xuất vụng về. Anh nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng lương thiện. Nếu cô thích thì tôi sẽ chuyển nhượng với giá gốc cho cô. Khuôn mặt người phụ nữ không có biểu cảm gì Chỉ có ánh mắt sáng lên Bao nhiêu tiền vậy Nụ cười của Lục Đằng càng thêm dịu dàng 70 triệu Lục xâm xuyên chứng kiến tất cả Mợ nó Người phụ nữ liền kết bạn với anh trên Zalo rồi chuyển khoản Lục Đằng thừa dịp liếc vòng bạn bè của cô Cô không đăng nhiều Đa số mấy tấm ảnh trên đó đều là những em bé đang tập múa Lục Đằng cũng đoán được công việc của cô Ngón tay lướt trên rồi dừng lại Người phụ nữ mặc đồ múa ép chân lên xà đơn Vô tình đã tôi lên đường cong lạ lướt của cô Có một cô bé ngồi trên sàn Ngửa đầu nhìn cô Không biết là có phải chụp lén hay không Mà người phụ nữ hơi cúi đầu Cười rất dịu dàng Lục đằng bím môi Cảm thấy đôi mắt người phụ nữ này sáng như sao Trong khoảng thời gian sửa sang lại phòng làm việc Hứa tư đã tận hưởng kỳ nghỉ dài của mình Bằng cách sách theo máy ảnh Rồi đi hơn nửa vòng châu Âu Đến khi cô trở về thì mới biết được lịch dạy của mình đã kín đến tận tháng 2 năm sau. Lúc nhìn thấy cô, cô giáo huấn luyện cảm động suýt khóc. Cô hứa ơi, tôi không chịu nổi nữa rồi, cô mau dẫn lớp cô đi đi. Sáng nay cô dạy điệu ra, hơn nửa học viên là nữ sinh đại học. Mọi người nói cười rôm rả trong không khí tràn ngập hương vị thanh xuân. Hứa tư chào hỏi các cô rồi bắt đầu lên lớp. Sau một tiếng, mặt ai nấy đều đỏ bừng vì kiệt sức, nằm la liệt trên sàn, Hứa tư xách một thùng nước vào Rồi chia cho mọi người Sau đó ngồi trong góc lướt điện thoại Cô mở vòng bạn bè đã lâu không đọc ra Màn hình lập tức xuất hiện N dòng trạng thái của bạn bè Cô nhàm chán lướt Bỗng nhìn thấy vòng bạn bè trống rỗng của quý ngài đồ sứ Có mấy bài đăng mới trong nửa tháng vừa qua Một bài đăng ảnh của cuốn con trích ngừa ở bệnh viện thú cưng Trong hình anh đội mũ lưỡi chai Vừa cười vừa xoa đầu một chú chó Bài đăng còn lại là bức ảnh chụp bữa tối của gia đình Chắc là sinh nhật của người lớn trong nhà Người ấy rất thích món quà của anh Nên vỗ vai anh Miệng lại cười toe toét Tuy muộn mất nửa tháng Nhưng hứa tư vẫn nhấn like từng tấm cho anh Sau đó cô lại âm thầm gắn thêm Cho người đàn ông này hai cái nhãn Hiếu thảo và tình cảm Cô vừa mới like xong Tin nhắn của anh bỗng xuất hiện Cô hứa đi châu Âu về rồi à Hứa tư hơi khó hiểu Đúng vậy, sao thế? Chiều nay cô có rảnh không? Tôi muốn bàn chuyện với cô về kiều dục. Kiều dục à? Hứa tư ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng tập, rồi dừng lại trên người cô gái đáng yêu thắt bím vương miệng, đang ngồi ở giữa. Giờ cô gái đang cầm điện thoại gửi tin nhắn, trên mặt là nụ cười tươi tắn. Hứa tư nghĩ thầm, thì ra cô gái này là bạn gái anh, thảo nào anh lại biết công việc của cô. Hai người hẹn gặp ở quán cà phê dưới lầu sau khi tan học. Sau khi học xong, cứu Dục chạy nhanh như chớp đến phòng tắm. Hứa tư sắp xếp lại quần áo trên sàn nhảy, khóe môi chật mỉm cười. Cô không thể tưởng tượng được dáng vẻ của quý ngài đồ sứ khi ở bên cựu Dục hấp tấp luôn ấy. Sau khi cô dọn dẹp xong xuôi, thì đã 20 phút sau, cô vội vàng chạy tới quán cà phê, đẩy cửa ra liền thấy người đàn ông ngồi đối diện. Hôm nay anh mặc áo sơ mi và quần tây, dáng ngồi rất ngay ngắn. Cô ngồi xuống, hỏi, cứu Dục đâu? Ánh mắt lục đằng dừng lại trên mặt cô một lát Có lẽ là vì vội ra ngoài Nên tóc cô vẫn chưa được sấy khô Đang xõa ra sau lưng Khiến mũi anh như ngập trong hương hoa tươi mát Cô ấy còn thiết học Nên đã về trước Hứa tư hơi hé miệng Định nói chuyện thì bỗng nhiên phát hiện Mình còn chưa biết tên anh Chỉ đành giữ im lặng một cách xấu hổ Lục đằng mỉm cười vươn tay Tôi là lục đằng Lục trong con đường, đằng trong bay cao hứa tư đọc thầm trong lòng hai lần duỗi tay nắm lại hứa tư sau khi trao đổi tên cuộc nói chuyện giữa họ liền trở nên suôn sẻ vì tháng sau kiều dục định tham gia cuộc thi múa cấp thành phố nên cô bé mong cô sẽ sắp xếp các buổi học riêng cho mình trong khoảng thời gian này hứa tư suy nghĩ một lát rồi nói tôi phải về xem lại lịch dạy của từng giáo viên đã gần đây lịch hơi kín có thể buổi học sẽ diễn ra vào buổi tối lục đằng gật đầu cũng được sẽ có người đưa đón kiều dục. Lúc này hứa tư mới chú ý rằng lục đằng vẫn luôn gọi đầy đủ họ tên của kiều dục. Vì người khác hay đọc sai tên kiều dục nên cô nàng thích mọi người gọi mình là viên viên. Do dự một lát cô hỏi viên viên là... cô bé là bạn gái của em họ tôi. Lục đằng duỗi tay rót đầy tách trà cho cô chậm rãi nói dạo này em họ tôi gây họa nên bị cấm túc ở nhà nên nó mới nhờ tôi làm việc này. Hứa Tư đã hiểu. Ngồi thêm hai phút nữa, Hứa Tư định đứng dậy đi về, ai dè bị Lục Đằng gọi lại. Thực ra thì hôm nay tôi tìm cô không chỉ vì chuyện của Kiều Dục, mà còn có một chuyện về bản thân tôi. Hứa Tư nghi hoặc. Lục Đằng uống ly nước cho nhuận giọng, nhấp giọng nói. Nghe nói gần đây cô hứa đi xem mắt và lại kết quả còn không như ý muốn. Ngay vậy Hứa Tư hơi nhíu mày. Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý hỏi chuyện đời tư của cô. Chuyện là lục đằng ngồi thẳng dậy tựa lưng vào ghế đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô đúng lúc tôi cũng bị dục kết hôn hay là cô hứa xem xét tôi thử xem khi rời khỏi quán cà phê hứa tư vẫn còn trong trạng thái hoang mang cô đột nhiên đi xem mắt mà không kịp chuẩn bị đấy ư tuy cô trả lời để tôi suy nghĩ một chút nhưng cô biết chắc mình sẽ đồng ý dù hai người chỉ mới gặp hai lần nhưng lục đằng luôn để lại cho cô ấn tượng rất tốt tính cách ôn hòa học thức cao đối xử tốt với cả thú cưng và người nhà lúc ở quán cà phê nhân viên phục vụ cứ đi qua đi lại bàn họ anh vẫn không thất thần một lần nào chắc hẳn không phải loại người thích trêu hoa kẹo nguyệt quan trọng nhất là anh có một khuôn mặt khiến người ta khó lòng mà từ chối hứa tư ôm thú bông nằm trên giường ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà đúng lúc này điện thoại trong tay cô hơi rung lục đằng chỉ gửi một biểu tượng ngoan ngoãn kèm theo một tin nhắn tạo cảm giác tồn tại. Dường như hứa tư có thể tưởng tượng ra được, dáng vẻ đối phương cầm điện thoại, cô cụp mắt mỉm cười. Hình như anh rất thích cười, lúc cười lên trông cực kỳ dịu dàng. Hứa tư cầm điện thoại gõ chữ, cuối tuần anh rảnh không, tôi muốn mời anh ăn một bữa. Bên kia trả lời rất nhanh, tiệc xem bắt à. Tay hứa tư khựng lại đáp, ừ. Lục đang dựa lưng vào ghế xoay, ngần người nhìn điện thoại. Trạng thái gần đây nhất của hứa tư là thông báo tạm dừng dạy các lớp vào 3 ngày trước. Sau đó thì cứ như cô đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Lục đằng hơi phân vân về việc nhắn tin hỏi cô, nhưng lại thấy hơi đột ngột. Nếu không hỏi thì anh lại cảm thấy như bị mèo con cào trong lòng, khó chịu đến lạ lùng. Anh đang nhìn trần nhà xoay vòng vòng thì đột nhiên cửa thư phòng bị mở toang. Chưa đầy 2 giây sau, một khuôn mặt trắng nõn thanh tú đã xuất hiện trên không. Anh họ, em đến chơi với anh đây lục đăng đá cậu ta với vẻ khinh bỉ gút xéo anh không rảnh để chơi với chú đâu ơ ờ, anh họ không yêu em sao anh có con hồ ly tinh nào ở bên ngoài rồi hu 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 em không chịu đâu đúng là tên thiểu năng lục sam xuyên diễn tuồng một mình rất vui vẻ anh họ lần sau anh muốn trốn xem mắt thì đừng cho người ta leo cây nữa anh làm vậy thì sẽ khiến cho người ta mất mặt đấy không thì anh mang theo em đi em đảm bảo mấy người đó sẽ hai mắt đẫm lệ chúc tụi mình hạnh phúc cho mà xem lục đằng lườm cậu ta bạn gái chú chạy theo người khác rồi à sao lại đến chỗ anh làm chuyện ngu ngốc nữa rồi bả vai lục sam xuyên lập tức sụp xuống tuy cô ấy không đi theo người khác nhưng cũng không khác gì mấy em có tình địch rồi lại còn là nữ nữa lục sam xuyên vừa mới mở miệng liền bắn như súng liên thanh ngồi trên sàn nhà nó một cách chùa chát lần gặp mặt gần đây cô ấy toàn nói về hồ ly tinh kia cái gì mà cô giáo hứa múa siêu đẹp, em muốn gả cho cô ấy quá đi mất. Rồi còn hôm nay cô hứa giúp em uốn lưng, lỡ chạm phải chỗ nhột, xấu hổ quá đi mất. Giờ em không còn vị trí nào trong lòng cô ấy nữa hết. Lục Đăng đang nằm ướn trên ghế xoay, bỗng nghe được mấy từ quan trọng, lập tức ngồi dậy. Cô hứa, cô hứa nào cơ? Chính là chị gái xinh đẹp bị anh lừa 70 triệu đó. Hôm qua em mới biết cô ấy là giáo viên dạy múa của viên viên, Lục đang trầm ngâm một lát, rồi ngoắc tay với cậu ta. Lục Sam Xuyên hay quên vẫy đuôi tiến tới, liền bị ôm lấy cổ. Xuyên Nhi à, đã đến lúc nhận bài kiểm tra của tổ chức rồi. Anh muốn viên viên hỏi thăm cô ứa làm gì? Lục Sam Xuyên không hiểu ra sao, sau đó liền khiếp sợ. Chẳng lẽ anh yêu chị gái xinh đẹp kia từ cái nhìn đầu tiên sao? Lục đang muốn nói chưa đến mức vừa gặp đã yêu, chỉ cảm thấy cô gái kia vừa mắt, mặt không biểu cảm ăn vạ có hơi đáng yêu. Anh dừng lại rồi gật đầu Yêu từ cái nhìn thứ hai Năng suất làm việc của Lục Sam Xuyên cực cao Ngay ngày hôm sau đã mang đến nhà Lục Đằng một cuốn sổ nhỏ Cậu rót ly nước sôi cho nguội Rồi bắt đầu báo cáo kết quả điều tra của mình Báo cáo xếp lục Năm nay cô giáo hứa 25 tuổi Chưa lập gia đình Tuy cô ấy đi xem mắt 7-8 lần Nhưng chưa lần nào thành công cả Gần đây không có tin tức vì đang sửa sang lại phòng làm việc Nên cô ấy đi du lịch ở châu Âu không nghe nói có bạn nam nào đi cùng hết hết rồi ạ Lục Đằng thầm nghĩ cô gái này còn rất to gan gật đầu hạ sĩ Lục làm tốt lắm tiếp tục nói tiêu chuẩn kén chồng của cô hứa đi Lục Sam xuyên miếu máu em biết giỏ la vì kiểu cô hỏi mơ hồ thế này ở đâu đây Lục Đằng vừa liếc sang cậu ta lập tức cười tươi như hoa May mà em nhanh trí không phải cô giao hứa đã đăng ký ở đại lý mai mối rồi sao vừa hay em cũng có bạn học đang làm ở đó nên lấy được tài liệu rất chi tiết luôn. Nói xong cậu ta nịnh nọt đưa quyển sổ ra. Tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô không nhiều lắm, chỉ mong đối phương tốt tính, tình cảm, hiếu thảo, chấp nhận kết hôn trong vòng 3 tháng quen biết, nhưng không sinh con trong 4 năm đầu. Lục Đằng cảm thấy ngoại trừ hai điều sau, còn lại đều rất phù phiếm, sau lại đến mức đi xem mắt 7-8 lần vẫn không thành công được. Lục Sam Xuyên phát huy tinh thần hóng chuyện của mình đến mức tối đa, nói Yêu cầu này không phù phiếm chút nào đâu. Cô giáo hứa rất là nghiêm túc đó. Trước kia cô ấy đã có tiến triển khá ổn với một đối tượng xem mắt. Ai dè lúc người ta đưa cô giáo hứa về nhà thì gặp phải vụ vượt xe, anh ta chỉ lỡ miệng chửi bậy hai câu mà cô ấy đã từ chối ngay tại chỗ luôn. Lục Đang nghĩ đến tác phong thường ngày của mình liền im lặng. Lục Sam Xuyên khuyên anh, anh họ à, hay thôi đi vậy, với cái tính này của anh, tám đời cũng không theo đuổi được con người ta đâu. Lục đằng vô thức muốn đá cậu ta Nhưng chân đã duỗi ra được nửa chừng liền dừng lại Anh trầm ngâm một lát ngẩng đầu nhìn lục sam xuyên từ đầu đến chân Nếu anh nhớ không lầm Thì từ hồi tiểu học trụ đã bắt đầu nắm tay nữ sinh rồi phải không Lục sam xuyên lập tức Bật báo động cấp 1 Ngó trái ngó phải Tìm điện thoại xem có phải đã đang bật ghi âm hay không Sao hả Anh thẹn quá hóa giận Nên mấy bấy gốc khác của em ra đấy phải không Tấm chân tình của em đối với viên viên có trời đất trứng giám. Anh đừng hỏng ly gián tình cảm của tụi em. Lục Đăng vươn tay gõ mặt bàn. Thế này đi, anh thuê chú làm quân sư. Nếu thành công thì anh đảm bảo cái cửa tiệm tồi tàn kia sẽ không phải đóng cửa nhé. Lục Sam Xuyên nói. Ba thật tốt, cứ giao cho con. Điều thứ nhất trong sổ tay thả thính của Lục Sam Xuyên là nếu đi xem mắt với mục đích kết hôn thì quan trọng nhất là phải làm sao cho bản thân phù hợp với đối tượng xem mắt. Vì vậy cậu ta quyết định đắp nạn lục đằng thành người đàn ông bước ra từ cuốn sách Chọn bạn đời của hứa tư. Cậu ta chọn loại con chó nhỏ được phụ nữ yêu thích nhất, trịnh trọng giao nó cho lục đằng. Lục đằng không thích chú chó cứ sủa không ngừng, lại còn dụng đầy lông lên sàn nhà của anh, nên bình thường toàn giao nó cho dì quản gia chăm sóc thôi. Ai dè hôm nay về nhà thì dì quản gia lại đi vắng, chú chó nhỏ này cứ dên dì ở cầu thang đôi mắt cún con ươn ướt trông rất đáng thương. Lục Đằng nhíu mày, gọi cho Lục Sam Xuyên. Cậu ta vô cùng lo lắng rời giường và nói Có lẽ bị bệnh rồi, anh đưa nó đến bệnh viện thú cưng trước đi, em lập tức qua đó. Sau một đêm hỗn loạn, cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa. Lục Đằng mệt mỏi nằm ườn ra ghế. Anh nói Anh đây điên rồi nên mới tin chú. Hứa tư không có ở đây, anh tình cảm cho ai xem chứ. Lục Sam Xuyên đưa điện thoại cho anh, Bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè là ảnh sườn mặt cậu ta vừa chụp trộm. Chuyện lừa gạt này phải bắt đầu từ những chi tiết nhỏ. Chắc anh không hiểu được chuyện lẳng lặng mà làm thì mới thành công đâu. Lục Đằng nghĩ đến tên nhóc thường các chân lên ghế sofa xem bóng đá, nhưng mỗi lần đi ra ngoài cùng bạn gái thì lại ăn mặc nghiêm trang, im lặng chấp nhận lý luận này của cậu ta. Nửa tháng sau, Lục Đằng bận rộn làm bề tôi trung thành của chú chó nhỏ cũng cố ý xây dựng hình tượng ôn hòa trên vòng bạn bè, cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Vậy nên đến khi được hứa tư ấn lai, like, anh cảm thấy vẫn hơi hoang mang. Sau khi hoàn hồn, anh lập tức bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch theo đuổi cô. Đêm trở hồi âm vừa hay là Tết Trung Thu, Lục Đằng trở về nhà. Trên bàn cơm ba Lục lại bắt đầu chủ đề dục hôn nhàm chán. Còn cũng già đầu rồi, bao giờ mới tính đến chuyện hôn nhân đây? ba lục buồn bực uống rượu giọng hơi cô đơn lúc trước bà mẹ quản lý chặt chẽ là vì sợ con làm chẳng làm bậy bên ngoài bây giờ thì hay rồi ba mẹ lại hoài nghi con có thể không được lục đằng im lặng nhìn bà lý bà lập tức giữ chặt ba lục ông gấp gáp cái gì lục đằng tự hiểu rõ đến lúc thích hợp chắc chắn sẽ dẫn con dâu về cho ông bà lý chửi thầm chỉ sợ lúc đó ông không chấp nhận được thôi ăn cơm xong lục đằng đứng hút thuốc ở ban công vầng trăng tròn vàng vạc trên bầu trời đêm. Anh lặng lặng cúi đầu nhìn điện thoại. Ngoại trừ tên nhóc lục sam xuyên kia thì không có ai nhắn lại cả. Bà Lý lén lút đi đến, hỏi anh. Con trai, con không vui cả đêm rồi, cãi nhau với bạn gái à? Lục đằng dạ một tiếng. Bà Lý không biết nên thở vào nhẹ nhõm hay nên bày mưu tinh kế cho con trai nữa. Không phải là bà cảm thấy phụ nữ hơn 30 tuổi không tốt. Nhưng tính cả tuổi mụ thì con trai nhà mình mới 28 thôi, vẫn kém nhau tận 10 tuổi. Dù cho người đó lớn tuổi thì bà vẫn cảm thấy không đáng tin. Trong lúc bà đang nhíu mày tìm từ, điện thoại Lục Đằng bỗng rung lên. Anh cúi đầu nhìn, lông mày giãn ra, tâm trạng thấp thỏm cả đêm dần dần bình ổn lại. Anh hỏi, "Tiệc xem mắt à?" Nửa phút sau bên kia mới trả lời, "Ừm." Um. Lục Đằng cười gõ chữ, "Được, tôi biết rồi, vậy cô sắp xếp thời gian và địa điểm nhé." Trung Thu vui vẻ. Trung thua vui vẻ. Anh quay người dập tàn thuốc, vỗ vai bà Lý. Mẹ đừng nhọc lòng, tháng sau con sẽ dẫn cô gái nhỏ về cho mẹ xem. Lông mày của bà Lý càng nhíu chặt hơn. Con gọi cô gái nhỏ thuận miệng thật đấy. Họ đặt bữa tối ở Nhạc Vân Tương. Lục đang còn tan tầm sớm để đi mua một hộp quà nhỏ ở trung tâm thương mại. Anh đến chỗ hẹn chưa được bao lâu thì hứa tư cũng tới. Hôm nay cô mặc một bộ đầm ren dài điệu đà, mái tóc dài uốn xoăn xõa ngang vai lục đằng lịch sự kéo ghế giúp cô hứa tư liền nghiêng đầu cười khiến cho tim anh đập loạn nhịp trong lúc chờ đồ ăn hai người gọi một ấm trà hoa nhài bắt đầu đi vào chủ đề chính của hôm nay lục đằng đến đây vì cô nên không dùng quy định cứng nhắc nào để ép buộc cô giao quyền chủ động cho hứa tư hứa tư đã quá quen với quá trình này vừa mở miệng đã nói vào trọng điểm vì một số yếu tố từ gia đình nên tôi cần kết hôn trong vòng 3 tháng. Vì đối tượng xem mắt của cô lớn nhất cũng chỉ 32 tuổi, chưa muốn ổn định, nên có không ít người bỏ chạy khi vừa nghe thấy điều kiện này. Ngay cả nhân viên ở đại lý Mai mối cũng bắt đầu đoán già đoán non, liệu có phải cô mắc bệnh kín, hoặc là cần tìm người đổ vỏ không? Không thì làm gì có người phụ nữ 25 tuổi nào lại gấp gáp kết hôn đến vậy chứ? Vậy nên thanh danh của Hứa Tư ở đại lý Mai mối cũng không quá tốt. Ai dè lục đằng chỉ gật đầu, dứt khoát nói. Tôi đã đến tuổi kết hôn rồi, chỉ cần hai ta phù hợp thì tôi cũng không ngại kết hôn sớm một chút. Ba năm đầu sau khi kết hôn không được có con. Lục đằng trả lời, được. Thấy anh sảng khoái như vậy, hứa tư sửng sốt, nói tiếp. Ngoại trừ yếu tố khách quan này, tôi còn là một người phụ nữ không thú vị. Ngoài đi học và đi du lịch thì cũng không có sở thích gì khác có khi còn ở lì trong phòng tập nhảy ca một ngày, cũng không phải loại con gái biết làm nũng. Tôi chỉ muốn nói thẳng với anh, trước khi chúng ta tiến thêm bước nữa. Sắc mặt cô vẫn bình thản, không có vẻ gì mất tự nhiên cả. Cứ như chuyện cô vừa nói ra từng trở ngại có thể xuất hiện trong quá trình họ tìm hiểu nhau là lẽ thường tình vậy. Lục đang cười đáp. Hình như tôi biết lý do vì sao cô luôn xem mắt thất bại rồi. Ngoại trừ những chuyện này, cô không có ưu điểm gì sao? Thái độ của cô cứ như ước gì không ai thèm lấy mình vậy. Lục Đằng càng thêm khẳng định rằng việc cô vội vàng kết hôn là vì bị gia đình gây áp lực. "Tôi chỉ muốn tránh lãng phí thời gian của nhau mà thôi." Hứa Tư mất tự nhiên vén tóc. "Tôi nấu đồ ăn Trung Quốc và đồ ngọt cũng tạm ổn, tôi không quấn quýt người yêu, anh không cần lo lắng tôi thường xuyên kiểm tra anh." Còn nữa, Hứa Tư ngẩn ra, giống như không thể nói tiếp được nữa, bèn im lặng bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ trong giây lát. Lục đằng cũng không ngại, anh lấy cái hộp từ trong túi áo vét ra rồi đưa cho cô. Hứa tư trần chờ nhận lấy, cảm giác nặng trĩu liền xuất hiện. Cô mở ra thì thấy tập hồ sơ được cắt nơ con bướm đang nằm chễm trệ trong đó. Hứa tư tháo giải băng rôn ra, bên trong lịch kê một số thông tin cơ bản của anh, từ thành viên gia đình, nơi làm việc, đến tài sản trên danh nghĩa. Hứa tư ngẩng đầu nhìn anh, anh có ý gì lục đằng nói đây là thành ý của tôi tôi rất coi trọng buổi xem mắt này vì vậy cô đừng coi bữa cơm này như một buổi xã giao tài hứa tư đỏ lên khi nghe anh nói thẳng mất tự nhiên uống một ngụm nước trà ý cười nơi đáy mắt lục đằng ngày càng sâu đúng lúc này đồ ăn được bưng lên hứa tư mấp máy môi hỏi vấn đề cuối cùng của hôm nay tôi có thể hỏi vì sao anh vẫn luôn không tìm bạn gái không ngoại hình của anh xuất sắc như vậy không đến mức phải đi xem mắt vì dục hôn mới đúng. Nỗi nghi hoặc của cô càng nhiều hơn sau khi thấy số tài sản cá nhân của anh. Lục đằng cụp mắt, bí mắt vô thức run lên. Cuối cùng cũng đến rồi. Tối hôm qua vì phòng ngừa anh họ nhà mình đẩy cuộc nói chuyện đến ngõ cụt, Lục Sam Xuyên đã truyền thụ tất cả các đáp án về vấn đề mà phụ nữ cảm thấy hứng thú nhất mà mình dành cả đời nghiên cứu cho anh. Điều thứ 8 trong sổ tay thả thính của Lục Sam Xuyên đàn ông có chuyện xưa quyến rũ nhất vì phụ nữ rất dễ bị hấp dẫn bởi loại đàn ông có mối tình đầy đạn dằn vặt và đau khổ nên anh phải bịa ra một câu chuyện xưa cảm động sau đó cô ấy sẽ vô thức tìm hiểu về quá khứ của anh từ đau lòng đến tội nghiệp anh cuối cùng là yêu anh lúc ấy lục đằng đã nhìn cậu ta như một đứa thiểu năng bộ anh bị điên hay sao mà lại nói với cô ấy mình vẫn còn vương vấn người phụ nữ khác chứ lục sam xuyên thuyết phục anh ai cũng có quá khứ mà quá khứ của anh là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành đấy. Anh nghĩ người ta sẽ tin khi anh nói mình chưa từng hẹn hò à? Anh có kinh nghiệm dày dặn trong tình trường, chứng tỏ anh biết cách chiều phụ nữ. Vương vấn về mối tình đầu chứng tỏ anh rất trung tình đấy. Em nói cho anh biết, phụ nữ rất thích mấy tên lãng tử đó. Chẳng lẽ anh muốn nói với người ta rằng, ngại quá, tôi sinh ra đã lạnh nhạt, nhiều năm qua không có thói quen thương hoa tiếc ngọc, nên vẫn lẻ bóng từ khi còn trong bụng mẹ đến giờ. Tôi không dám đảm bảo sau khi kết hôn liệu mình có nhận ra bản thân là gay, sau đó theo đuổi hạnh phúc đích thực của mình không hả? Lục Đằng đấm cậu ta một cú. Lục Sam Xuyên ôm đầu. Anh nghe em đi, về chuyện tán gái này, anh phải gọi em là ba đấy. Sau đó Lục Đằng đánh cậu ta đến mức phải gọi ông nội luôn. Tuy vậy Lục Đằng vẫn tin vào lời khuyên vớ vẩn ấy. Vì thế Lục Đằng hơi cụp mắt, vẻ mặt lộ ra sự cô đơn. Hồi cấp 3 tôi có một người bạn gái, lên đại học vì chút giận dỗi mà ra nước ngoài trước kia tôi vẫn luôn đợi cô ấy bây giờ trong nhà cứ thúc giục mà chính tôi cũng muốn ổn định rồi nói xong lời này anh thấy ê cả răng ồ hứa tư hơi kinh ngạc không ngờ anh còn si tình như vậy cô ngẫm nghĩ vỗ bả vai anh an ủi một cách khô khan chúng ta nên nhìn về phía trước lục đằng rất kinh ngạc hứa tư mà lại trúng chiêu này bầu không khí lúc ăn cơm hài hòa đến không ngờ, không biết có phải câu chuyện xưa của Lục Đằng làm cho cô xúc động không, mà Hứa Tư thả lòng hơn rất nhiều. Họ vừa ăn vừa nói chuyện trông còn thân thiết hơn ban đầu. Lục Đằng thầm đắc ý, lúc tính tiền còn thuận tay gửi cho Lục Sam xuyên một bao lì xì lớn. ăn tối xong, Lục Đằng đưa Hứa Tư về nhà. khi xuống xe, Hứa Tư đứng ở ngoài cửa sổ hơi cúi người cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi đã có một bữa ăn rất vui tuy chúng ta không phù hợp nhưng sau này vẫn là bạn bè nhé nụ cười trên khóe miệng lục đằng cứng lại anh ngây người đáp cái gì cơ hứa tư nói tuy tôi cần kết hôn gấp nhưng tôi cũng không muốn vớ đại một người đi đăng ký kết hôn tôi cần có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình lục đằng nói thầm trong lòng tôi muốn chịu trách nhiệm với hôn nhân của em mà hứa tư lại nói tôi rất tôn trọng tình cảm của anh dành cho bạn gái cũ cũng đồng cảm như chính mình từng trải qua vậy từ góc nhìn thực tế cuộc tình không chấm dứt một cách dứt khoát sẽ còn dây dưa thêm mấy năm nữa tôi không muốn bắt đầu hôn nhân với tư cách là cái bóng của người khác cũng không muốn mỗi ngày tỉnh dậy đều lo lắng liệu chồng mình có nối lại tình xưa với người cũ hay không cho nên rất xin lỗi phản ứng đầu tiên của anh chính là cô và bạn trai cũ từng nối lại tình xưa nên mới cảm thấy xúc động trước câu chuyện này ư còn phản ứng thứ hai mợ nó lục sam duyên. Anh đây đúng là điên rồi mới tin chú. Sau khi từ chối lục đằng, cuộc sống của hứa tư cũng dần yên ổn. Hôm nay Tống Viên Viên hẹn cô ra ngoài tắm hơi. Sức khỏe hứa tư không được tốt lắm, không chịu được nhiệt độ cao. Hai người tìm một phòng sông hơi có nhiệt độ thấp, rồi nói chuyện phiếm. Tống Viên Viên nói đến cô gái đập phá phòng làm việc của hứa tư lần trước. Cô ta còn chưa tốt nghiệp đại học, vừa nghe có người muốn kiện mình, hai chân liền mềm nhũn sau đó bị cha mẹ bắt đi nhận lỗi với cậu. Lúc đó cậu đang ở châu Âu, nên tớ không muốn làm phiền. Cô ấy không nói thì hứa tư cũng đã quên mất chuyện này. Cô ngẫm nghĩ rồi nói. Đừng làm lớn chuyện, chỉ cần lấy tiền bồi thường là được. Tại lần ấy mà tớ phải chi những 70 triệu để mua một cái bình khác đó. Tống viên viên trợn mắt. Chắc chắn là cậu bị lừa rồi. Nó chỉ là một cái bình trắng thôi. Trông chẳng khác gì bình hoa gãy của cậu đâu. Hứa tư hừ một tiếng Tớ biết mà Nói xong cô lại bật cười Thực ra là tớ vừa ý người đàn ông kia kìa Mắt tống viên viên sáng lên Nhắc đến mới nhớ Các cậu tiến triển tới bước nào rồi Hứa tư đáp Thì cùng nhau ăn bữa cơm Xong tớ từ chối anh ấy Tống viên viên há hốc mồm Đây là bước nhảy vò gì vậy Hứa tư trở mình Quay mặt về phía cô ấy Nhỏ giọng nói Anh ấy nói vẫn còn vương vấn với bạn gái cũ Tống viên viên đáp Có phải người đàn ông này bị ngốc không? Sao lại thành thật thế? Hứa tư mím môi Tớ thấy anh ấy định lừa tớ Nhưng không thành công Nên tớ không vui cho lắm Bỗng nhiên bên cạnh vang vang lên Tiếng cười của một cô gái Khiến hai người giật cả mình Vì căn phòng tối om Hứa tư còn nằm ở chỗ ngoài cùng Ai ngờ bên trong lại có một cô gái Đang lẳng lặng nghe lén Tình cảnh này thật quá xấu hổ Cô gái cười xin lỗi Ngại quá, Tôi thấy hai người rất thú vị Nên mới không nhịn được mà bật cười thành tiếng Hứa tư kìm lại giữ xúc động đi ra ngoài Khóe miệng cô khẽ giật Không sao Bên tai truyền đến tiếng va chạm của mấy hòn đá Cô gái chờ mình hỏi Vậy cô tính làm gì đây Làm gì nhỉ Hứa tư cũng không biết Cô chỉ biết mình muốn xem thử lục đằng sẽ hoàn thiện lời nói dối này như thế nào Hai anh chẳng muốn nhọc lòng Chỉ lo lên bài tinh kế người khác thôi Hứa tư thở dài tình cảm thiếu nữ luôn là thơ. Thứ tư vốn là cho rằng loại người sinh ra ở vạch đích như lục đằng, đều đặt nặng lòng tự trọng. Sau khi bị cô thẳng thừng từ chối, thì có lẽ không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. Thậm chí cô đã định dành hẳn một tháng của kỳ hạn kết hôn gấp gáp mà gia đình đặt ra để chờ anh sẵn sàng. Không ngờ hôm nay ở lớp yoga, lúc cô đang đỡ vai một học viên, vừa ngoái đầu liền chợt thấy lục đằng đứng cuối lớp. Anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen phối với quần jean, đội mũi lưỡi chai. Lúc này anh đang dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Hứa tư sừng sốt, tay vô thức dùng sức, cô gái kêu lên. Cô ơi, eo em sắp gãy rồi. Xin lỗi. Lớp học phía sau như truyền đến một tiếng cười khẽ. Tuy hứa tư đã cố hết sức không nhìn sang chỗ anh trong 40 phút cuối, nhưng bốn phía đều là gương, chỉ cần cô vừa ngẩng đầu là có thể chạm vào ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh của anh, Hứa Tư cảm thấy bản thân sắp không chịu được nữa rồi. Đúng lúc này chuông tan học vang lên, cô thở phào nhẹ nhõm, giữ chặt Viên Viên đang định đi về. "Anh Lục đang chờ em ở phía sau kìa." "Hả?" Viên Viên không hiểu ra sao, sau khi thấy rõ anh Lục này không phải bạn trai của mình thì liên tục xua tay. "Không phải, không phải, không phải tìm em đâu." Nói xong liền đeo túi rồi chạy nhanh như chớp ra ngoài. Tim Hứa Tư đập loạn nhịp, anh đến tìm cô thật ư? Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là may mà hôm nay có lớp yoga, không đến mức mặt mày đẫm mồ hôi xuất hiện trước mặt anh. Sau khi cúi đầu thu xếp ổn thỏa, cô vua cảm đi đến cửa sau. Lục Đằng đứng thẳng dậy, bước lên hai bước. Cô tan tầm rồi à? Hứa Tư đáp, anh tìm tôi có việc gì đấy? Um, nếu cô không có kế hoạch gì thì cùng nhau ăn tối nhé. Hứa Tư trần chờ, cảm thấy nếu lại từ chối thì bản thân sẽ khóc mất. Vì thế cô gật đầu. Tôi đi tắm trước, anh xuống dưới lầu chờ tôi một lát. Được. Anh nhìn theo bóng lưng của hứa tư, đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền mỉm cười nói. Đừng nóng vội, nhớ sấy khô tóc. Hứa tư quay đầu nhìn anh đáp. Ừ, vô thức đi chậm lại. Đột nhiên cảm thấy thái độ của anh không đúng lắm. Lục đằng đưa cô đi ăn lẩu. Vì anh không ăn cay được nên gọi một nồi lẩu uyên ương. Mỗi người một nửa, danh giới rõ ràng. Hứa tư thất thần gắp thịt, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông cụp mắt, nghiêm túc bỏ từng lát cá vào nồi. Hình như anh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế sau khi thái mỗi miếng cá thật hoàn hảo rồi mới bỏ xuống. Hứa tư ăn rất nhanh. Mấy lát cá vừa được bỏ vào nồi lẩu cay không lâu đã bị cô gắp hết. Lục đằng lại thêm đồ ăn vào phần nồi bên cô. Hai bên trái phải đối lập nhau. Hứa tư lẳng lặng lặng cong môi trông anh thật đáng yêu. Cô no nê rồi mới lên tiếng. Sao anh không ăn? Lục Đằng nói Mục đích chính của tôi hôm nay không phải là ăn Hứa tư hỏi Vậy mục đích hôm nay của anh là gì Xin lỗi cô Lục Đằng bỏ muỗng xuống Lấy đũa gắp cho cô một miếng sủi cảo gạch cua Quân sư lần trước không đáng tin Đã bị tôi sa thải rồi Anh hạ giọng Âm thanh trầm thấp vô cùng hấp dẫn Ngoài chuyện bạn gái cũ buồn nôn kia ra Thì tất cả đều là sự thật Cho nên cho tôi thêm một cơ hội nữa nhé Hứa tư chật ngẩng đầu nhìn anh Từ trong đôi mắt của anh Cô nhìn thấy mình đang chậm rãi cong khuấy môi Nếu tôi nói được Thì có phải rất là không có lập trường không Lục đằng cười Tôi rất vui khi em không có lập trường với tôi Lúc đưa hứa tư đến dưới lầu Bỗng nhiên lục đằng nhìn chằm chằm lối vào hành lang Sao vậy Lục đằng giơ tay chỉ vào chỗ gần bồn hoa Ba ngày trước ở đằng kia Anh còn là đối tượng xem mặt bị từ chối hôm nay trở lại chôn cũ nên cảm thán tí ấy mà anh cảm thán cái gì cảm thán bản thân đã lãng phí mất hai ngày lục đăng cởi dây an toàn hơi nghiêng người hôn nhẹ lên trán cô ánh mắt sâu hun hút như thế này lông mi hứa tư khẽ run lặng lặng nhìn thẳng vào anh lục đăng duỗi tay chạm vào vành tai cô giọng khàn khàn đây là quyền lợi hợp pháp của anh em sẽ không thấy phản cảm chứ hứa tư cụp mắt lắc đầu cô ngoan quá Khiến anh muốn hôn thêm cái nữa Tuy thời gian làm việc của lục đàng rất linh hoạt Không cần lúc nào cũng phải đúng 9 giờ đi 5 giờ về Nhưng anh phải chiều theo ý Của những nhà siêu tầm ở trời Nam Biển Bắc Sau hôm xác định quan hệ với hứa tư Anh liền đi công tác ở Paris Đến khi trở về thì đã là nửa tháng sau Trong lúc đi công tác Hứa tư cũng giống như lời cô nói Tuyệt đối không cuốn lấy anh Ngoại trừ chúc ngủ ngon vào mỗi tối trước khi ngủ thì cô chưa bao giờ chủ động tìm anh cả. Ánh đèn vàng sáng rực xếp dọc hai bên đường chiếu sáng bên ngoài xe. Bây giờ mới tám giờ, dựa vào những lời chúc ngủ ngon của mấy buổi tối kia, chắc giờ cô vẫn chưa ngủ. Lục Đằng xoa ấn đường, kìm lại nỗi xúc động, đánh tay lái tăng tốc rồi lái thẳng đến phía tây thành phố. Chưa đi được hai phút, thì đã có cuộc gọi đến. Thấy tên người gọi, ấn đường anh khẽ giật. Alo, Lục Đằng, anh xuống máy bay chưa? giọng cô từ xa truyền đến nghe vô cùng dịu dàng mới vừa ra khỏi đường cao tốc sao về em anh có mệt không hả bên kia im lặng một lát rồi đói đêm nay chiếu phim siêu anh hùng vừa hay em lại có hai tấm vé anh có muốn cùng đi không siêu anh hùng sao lục đằng tự hỏi liệu cô có thể đọc được tên đầy đủ của bộ phim này không anh cong môi đáp được nửa tiếng nữa anh đến nhà em khi hứa tư lên xe lục đằng để ý thấy cô mặc bộ váy hải quân liền thân dài đến đầu gối màu trắng mái tóc mềm mại xõa qua vai nhìn qua cứ như sinh viên vậy anh tỉnh bơ cởi áo vét lại cởi khuy mang suét của áo sơ mi tùy ý sắn ống tay áo nếu không phải áo hô đi để ở nhà thì anh đã thay bộ đó luôn rồi hứa tư cảm thấy kỳ lạ anh rất nóng à lục đằng gật đầu hơi hơi hứa tư à một tiếng rồi không nói thêm gì nữa Ánh sáng bên ngoài cửa sổ vụt qua Chiếu vào khoảng lặng ngắn ngủi trong xe Lục đằng lên tiếng Mấy ngày nay có làm gì không? Không có gì đặc biệt hết Sau đó lại yên lặng Lục đằng không khỏi bật cười Hứa tư nói Anh cười gì thế? Anh phát hiện hình như em không có chức năng lưu trữ Như thể con quái thú mà anh vất vả chiến đấu được hơn nửa Bỗng hồi máu vậy Lúc lâu sau Hứa tư mới nghe hiểu ý của anh Cô im lặng, quay đầu nhìn anh Vậy nên bây giờ quay thú mới tới cửa cho anh đánh gục đó. Hứa tư mua ghế tình nhân ở đằng sau. Lúc hai người cầm bắp giang đi vào, xung quanh đã chật cứng, có cả tiếng cãi cọ ồn ào. Hai người lần lượt chen vào chỗ ngồi, sau đó đều thở phào nhẹ nhõm. Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu. Hứa tư vừa ngồi xuống đã bắt đầu nghịch điện thoại. Lục đằng liếc mắt sang, phát hiện đó là bài đăng công khai của một tài khoản. Cùng bạn trai đi xem siêu anh hùng, hãy trang bị kiến thức này trước lục đằng nhịn cười có phải em còn chưa xem qua phần nào không hứa tư nhìn xung quanh cúi người sang nói khẽ anh nói nhỏ một chút nghe nói phan ma vồ giả sẽ bị đánh đấy vậy em đến gót vui làm gì em họ anh bảo anh rất muốn xem buổi công chiếu đầu tiên sao hai người họ lại liên hệ được với nhau vậy không sao đợi chút nữa anh sẽ phổ cập kiến thức cho em vẻ mặt hứa tư rất nghiêm túc xua tay không được sẽ bị đánh đấy Em xem Benedict Cumberbatch và Tom Hiddleston là được rồi. Em biết rõ mấy người đẹp trai quá rồi đấy. Sau 2 tiếng rưỡi, đám đông người hâm mộ của Marvel ra khỏi rạp với nụ cười vừa yêu ớt vừa mãn nguyện. Hứa Tư vẫn chưa thỏa mãn với cảnh hậu danh đề trong phim. Tuy có hơi mơ hồ nhưng khá đẹp, em có hơi hối hận vì đã không xem sớm hơn rồi. Lục Đàng cười, "Về rồi anh sẽ làm danh sách phim cho em." Hứa Tư gật đầu. Lúc cử động thân thể thì phát hiện chân hơi tê Tụi mình ra ngoài đi Lục đằng giữ chặt cô Đợi chút Còn cảnh hậu danh đề nữa à Mọi người đều ra ngoài hết rồi mà Lục đằng không nói gì Tỏ vẻ bí hiểm khó dò Hứa tư tò mò ngồi tại chỗ 5 phút sau Đèn trên đỉnh đầu đều bị tắt Cô hoảng sợ Vô thức nắm lấy tay lục đằng Sao lại Trong bóng tối có một bàn tay nắm lấy cầm cô sau đó một cái bóng ấm áp phủ lên đôi môi run rẩy của cô. Hậu quả của việc tình tứ trong dạp chiếu phim chính là họ vừa ra ngoài thì trời mưa tầm tã. Hành động che mặt vì e thẹn của hứa tư khựng lại, ngơ ngẩn nhìn màn mưa. Bây giờ là 2 giờ sáng, họ không mang dù, cửa hàng tiện lợi cũng đã đóng cửa, biết đi đâu tìm dù bây giờ. Hứa tư cúi đầu nhìn cái váy màu trắng cốt tông của mình rồi im lặng. Lục đằng suy nghĩ một lát rồi nói, anh đưa áo sơ mi của mình cho em mặc rồi tụi mình cùng chạy đến bãi đậu xe nhé cô lướt anh một cái sau đó cúi đầu đá một cục đá trên đường vậy anh định chạy bán khỏa thân à hồi nãy cô ôm anh thì đã biết anh chỉ mặc một lớp áo thôi em chờ anh ở đây là được rồi ở đây vắng lắm em không sao à vừa dứt lời lục đằng chỉ vào chỗ bán vé vắng tanh hai dì lao công xách thùng nước chậm rãi đi vào trong thỉnh thoảng còn quay sang nhìn họ Nói thật thì hứa tư có hơi sợ. Kết quả là lục đằng lấy áo sơ mi trùm lên đầu cô, sau đó ôm cô đi luôn. Đầu hứa tư bị anh đè ở bên gáy, lỗ tai dính sát và động mạch ở cổ, đôi môi lướt qua làn da sóc này vì di chuyển của anh, khiến cả người cô như muốn nổ tung. Lục đằng đặt cô vào ghế phụ, rồi mới vòng qua ghế lái. Tuy toàn bộ quá trình chỉ 3 giây, nhưng toàn thân anh đã ướt đẫm. Hứa tư đưa cái khăn lông và áo sơ mi ướt đẫm cho anh, Em muốn anh mặc lại nó à? Hứa tư quay đầu nhìn màn mưa tầm tã Sự xấu hổ vì nụ hôn ban nãy đã bay đi đâu mất Hùng dữ nói Không thì sao? Anh muốn dở trò đôi bại à? Lục đằng cười khẽ với vẻ sâu xa Ngoan ngoãn mặc áo vào Họ ngồi trên xe đợi 10 phút Cơn mưa càng ngày càng lớn Hứa tư buồn rầu nói Xin lỗi anh Sớm biết vậy thì em đã không hẹn anh rồi Anh mới bay mười mấy tiếng Lại xem phim thêm hai tiếng rưỡi Dù là người sắt cũng chịu không nổi Lục đang vuốt mái tóc mềm mại của cô Sao em lại phải xin lỗi chứ Khi vuốt tóc cô anh mới nhận ra Đuôi tóc bên phải của cô đang nhỏ nước Giờ đang chảy xuống bả vai Em bị mắc mưa à Sao lại không nói cho anh biết Lúc này hứa tư mới nhận ra vai mình ướt đẫm Sở thử rồi nói Chỉ bị ướt chút thôi Không sao đâu anh Vì diễn xuất yếu đuối xuất sắc của mẹ Lý nên lục đằng cảm thấy bạn gái bị mắc mưa chính là một chuyện vô cùng lớn. ngay cả người mẹ khỏe như châu của anh còn đau đến mức lan qua lộn lại trên giường, thì cô gái mỏng manh như cô sao có thể chịu nổi chứ? anh không muốn đợi thêm nữa, khởi động xe. chỗ này gần nhà anh, hai giờ em qua nhà anh thay đồ đi. nghe vậy cô quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào anh hai giây, rồi hỏi ý anh là em có muốn qua nhà anh ngủ không? nếu em thấy mệt thì. Nói đến đây anh mới nhận ra cô đang đùa mình Nhớ mày nhìn cô Cô ho một tiếng quay sang chỗ khác Em nói giỡn ấy mà Anh véo nhẹ cổ cô Em đừng lấy chuyện này ra đùa ừm Đây là lần đầu tiên cô nói giỡn kiểu này đấy Coi bộ hiệu quả có vẻ không được tốt lắm Căn hộ của Lục Đằng nằm ở tầng 12 Kể từ khi đi vào thang máy Hứa tư không nói gì cả Chỉ biết theo sát Lục Đằng Sau khi xác nhận quan hệ Họ chỉ mới gặp nhau hai lần mà cô đã theo anh về nhà. Hứa tư âm thầm cảm thán, chắc hai người yêu đương bằng tốc độ tên lửa rồi. Lục Đằng vừa lấy chìa khóa trong túi quần, vừa xoay người hỏi han cô. Em có thế lạnh không? Cô lắc đầu, trần chờ một lát rồi khẽ đáp. Có điều hơi đói. Anh cười, cúi người, đang chuẩn bị lên tiếng thì cánh cửa bên phải ở phía sau mở ra. Em theo đó là một giọng nữ óng ẹo. Anh Lục về rồi à? lục đằng nhíu mày không thèm quay qua nhìn tiếng dép của người phụ nữ kia tiến gần về phía họ õng ẹo nói tiếp lâu rồi không thấy anh về đây tháng trước bên phía bất động sản có gửi cho anh một món quà thất tịch vì anh không ở đây nên tôi đã nhận giúp anh rồi anh đợi chút để tôi đi lấy cho anh nhé lục đằng nói không cần đâu làm phiền cô quá có gì phiền đâu chứ chỉ cách có mấy bước thôi mà người phụ nữ cười rồi đi thêm hai bước về phía này lúc này cô ta mới nhìn thấy hứa tư đang đứng phía trước anh nụ cười khẽ cứng lại rồi hỏi với giọng điệu không mấy thân thiện ai vậy anh lục em gái của anh à hứa tư cúi người nhìn lướt qua bả vai của lục đằng để quan sát người phụ nữ kia cô gái mặc một cái áo trong suốt gần như có thể nhìn thấy nội y phối với quần đùi ngắn cũn lộ ra một cặp đùi trắng nõn hứa tư cúi đầu nhìn bản thân tự cảm thấy chân mình trắng và gầy hơn cô nàng kia nhiều anh có thích phụ nữ gầy không nhỉ? Trong lúc hai người phụ nữ đang giao đấu ba trăm hiệp bằng ánh mắt, người đàn ông ở giữa tâm bão bình thản mở cửa ra, nói một câu nhẹ tênh: "Vợ ơi, sao em còn chưa vào nữa?" Hứa Tư liếc anh một cái, không phản bác lời anh, cười khẽ với người phụ nữ kia, rồi bình tĩnh đi vào. Chưa đến hai giây sau, tiếng bước chân đầy bực bội của cô nàng kia đã vang lên. Lục Đằng đứng ngay cửa ra vào, bình thản cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì cả lấy một đôi dép của Nam ra. Giờ em mang tạm đôi này, để mai anh mua đôi dép mới cho em. Thấy anh như vậy, cô cũng không đề cập đến chuyện bàn nãy, thay giày rồi đi vào trong. Tuy căn hộ này không lớn nhưng khá rộng, dành cho một người đàn ông độc thân. Trong phòng khách có một bộ sofa vứt đầy áo thun lẫn quần tây, tạp chí kinh tế và tài chính vương vãi khắp bàn trà. Trên tường treo một cái tivi LCD Góc tường nơi treo tivi có một chú chó nhỏ đang lười biếng nằm trên ổ của nó. Khi nghe thấy tiếng động, nó liền vẫy đuôi, mở mắt ra, sau đó liền chậm rãi bò về cái ổ ấm áp của mình. Hứa tư hơi kinh ngạc khi thấy cảnh này. Sắc mặt của anh vẫn bình thản, cuối người nhặt hết quần áo dơ lên rồi ném chúng nó vào máy giặt. Khi quay đầu thấy sắc mặt ngạc nhiên của cô, anh chỉ thản nhiên đáp. Nếu căn hộ của người đàn ông nào sạch đến mức không có một hạt bụi, thì chỉ có hai lý do. Một là anh ta bị bệnh sạch sẽ Hai là gay Cô không phản bác được luôn Anh lấy một cái khăn tắm mới và quần áo ra Rồi đưa cho cô Em dùng tạm mấy thứ này nhé Cô ôm đồ đến phòng tắm Khi bàn tay chạm đến nắm cửa thì khựng lại Cuối cùng vẫn bật thốt Lúc nào hàng xóm của anh cũng ăn mặc như thế vào dạng sáng à? Đôi mắt đen lái của anh chợt ánh lên ý cười Trong khuôn mặt ngược sáng dịu dàng khó tả Anh thò người qua nhẹ nhàng cắn môi cô, hoàn tất nốt hành động giang dở ban nãy ở trước cửa. Sau một nụ hôn ngắn ngủi, anh ngồi dậy, véo nhẹ má cô. Em đừng ghen, anh chưa bao giờ ở ngoài vào dạng sáng cả. Tai cô đỏ ửng, đẩy anh ra rồi chạy như bay vào phòng tắm, sau đó khóa trái cửa. Anh liếm môi, chợt cảm thấy cả người hơi nóng. Tắm xong cô vừa đi ra thì đụng phải anh đang bưng hai tô mì từ phòng bếp ra. Hứa tư ăn lửng dạ thì quần áo cũng đã khô, Lúc về đến nhà đã gần 4 giờ sáng Cô cảm thấy hơi có lỗi Anh về nghỉ ngơi đi Sau này em sẽ chú ý hơn Anh vội vàng từ chối Đừng, nếu em chú ý hơn Thì chắc nửa năm tụi mình mới được gặp nhau một lần mất Huống chi đêm nay anh cũng không bị lỗ vốn Nói đến đây giọng anh nhỏ dần Bầu không khí mờ ám bỗng xuất hiện Cô đã nhận ra tình huống có hơi nguy hiểm Sau khi chúc anh ngủ ngon Thì vội vàng đi xuống Lục đang ngồi trong xe hút nửa điếu thuốc Thấy cửa sổ tầng 12 sáng lên thì mới chậm rãi rời khỏi phòng. Suýt nữa thì anh đã hỏi cô do không mời anh lên uống ly nước rồi. Không được, sự cầm thú không phù hợp với hình tượng hiện tại của anh. Khi Tống Viện Viện hay tin hứa tư đã hẹn hò được 2 tháng thì ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời nổi luôn. Hai người biết nhau đã gần 10 năm nhưng cô chỉ toàn thấy dáng vẻ hứa tư lạnh lùng nên không tài nào tưởng tượng ra được Cảnh cô nàng này cưa đổ đối tượng vừa gặp đã yêu kia Lẽ nào chỉ cần có nhan sắc là cân tất sao Cô cảm thán Hai người tiến triển nhanh quá rồi đấy Khi nào thì khao tớ một bữa đây Tớ sẽ giữ cửa cho cậu Hứa tư ở đầu dây bên kia im lặng trong giây lát rồi đáp Tụi tớ đã đăng ký kết hôn rồi Mười giây sau Biểu cảm ngơ ngác của cô đã biến thành sợ hãi tột độ Đầu đuôi câu chuyện này bắt nguồn từ ngày hôm qua Sau khi lục đằng và hứa tư ăn tối xong anh dẫn cô đi dạo trong khuôn viên ở chung cư. Lúc đi ngang qua công viên, anh kéo cô vào một góc yên tĩnh để hôn. Cô dựa vào thân cây, hai tay loáng thoáng tiếng cười nói của đám trẻ con. Bỗng nhiên cảm thấy hơi kích thích. Lục đằng cao gần 1m88, lúc anh cúi người gần như ôm trọn cô. Mỗi lần họ hôn nhau, cô cứ phải ngửa đầu, ước gì mình có cả kheo để khỏi bị mỏi cổ nữa. Khi cổ quá mỏi, cô không nhịn được mà đẩy nhẹ vai anh. Anh lại không chịu dừng duỗi tay đỡ cổ cô Tay còn lại ôm eo cô rồi bế cô lên Hai chân cuốn ngang eo mình Khi ánh mắt của họ giao nhau Cả hai bỗng nhiên sửng sốt Hứa tư luôn cảm thấy Kể từ khi ở chung với lục đằng Họ đã nhảy cóc đến giai đoạn bầu bạn suốt đời Bỏ luôn giai đoạn yêu đương nồng nhiệt Lúc họ hôn nhau Anh luôn dịu dàng Hai tay chỉ ôm lấy khuôn mặt của cô Lúc kích động nhất cũng chỉ sờ eo cô thôi Hứa tư không phản cảm việc anh dịu dàng Cô chỉ tò mò bản chất thật của anh khi yêu đương Dù sao thì cô cũng từng thấy dáng vẻ hung dữ của anh với em họ rồi Rốt cuộc thì anh có biết hôn lưỡi không? Cô nhớ lại hành động thành thạo trong vô thức của anh Nghĩ thầm Anh thuần thục như vậy Chắc hẳn là biết rồi Cô vượt trúng một tay chơi già đời rồi Lục đằng mím môi Rồi bỏ cô xuống Anh muốn nói bình thường mình cũng bế cún con trong nhà như thế này rồi lại cảm thấy lời giải thích này có vẻ hơi kỳ lạ. Quyết định không nói gì thêm. Im lặng trong chốc lát, sắc mặt của hứa tư đang chìm đắm trong thế giới riêng bỗng tối dần. Anh hoảng sợ nghĩ, có khi nào cô đang định chia tay với anh không? Anh... Anh vội vàng ngắt lời cô. Có phải gần đây em ốm đi không? Điều thứ 19 trong sổ tay thả thính của Lục Sam Xuyên. Ba lời khen hữu dụng nhất. Em ốm, rất ốm luôn ấy. Và sao em lại ốm thế này? bất kỳ người phụ nữ nào cũng không chống cự được lấy âu yếm này cả nghe vậy sự chú ý của hứa tư liền bị rời đi cúi đầu véo eo mình có hả sao em lại thấy mình béo lên nhỉ vì gần đây anh rất rảnh nên ngày nào cũng hẹn cô đi ăn cả vẻ mặt lục đằng chắc như đình đóng cột ốm đi ốm đi rất nhiều là đằng khác lông mày đang nhíu chặt của hứa tư dần giãn ra cười tùm tỉm nói thật sao anh thở vào nhẹ nhõm thì ra lời của quân sư cũng có lúc đáng tin sau đó anh lén lút nhớ lại cảm giác bàn nãy ông nhận là nó mềm mại hơn lúc đầu ôm rất sướng tay chậc phụ nữ thật là ô vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng đẹp mà anh dệt nên mỉm cười hỏi vậy thì có phải em sẽ nhìn đẹp hơn khi chụp hình cho giấy hôn thú không anh gật đầu sau khi nghe hết câu thì ngẩn ngơ sau khi hoàn hồn anh quên mất phải giả vờ căng thẳng nuốt nước bọt nhào mắt hỏi, có phải giống như anh nghĩ không? Hứa tư nói, anh đang nghĩ gì thế? Lấy giấy hôn thú với giá 200.000 ấy. Được thôi. Sau khi kết thúc nụ hôn ở dưới lầu, họ quyết định sáng sớm ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn. Trước khi ai về nhà nấy, hứa tư đề nghị họ gặp nhau tại cục dân chính, với lý do là cho lục đằng nửa tiếng trước khi đổi ý. Anh nhìn ánh đèn mơ hồ ven đường, rồi quay sang nhìn cô, cười đáp. Anh chỉ sợ đêm nay em đổi ý thôi Cứ như để chứng minh cho lời mình nói tối qua Khi hứa tư xuống lầu Thì đã thấy chiếc xe Mercedes bắt mắt của Lục Đằng Đậu ngay hàng hiên Lục Đằng thấy cô liền hạ cửa xe xuống Em dậy sớm thế Cô nàng căng thẳng đến mức dậy sớm hơn một tiếng Em đi mua bữa sáng thôi Anh mua cho em rồi Anh đến lúc nào vậy Anh cười sẽ bịch sữa chua rồi đưa cho cô Người đàn ông độc thân lớn tuổi gấp gáp hơn em nghĩ nhiều lắm. Cô nhận lấy rồi lên xe. Xe chậm rãi rời khỏi khu chung cư. Ven đường có top 3 top 5 nhân viên văn phòng đang đi về phía sau khi tập thể dục buổi sáng. Họ mới đi được 10 phút thì màn hình trên xe hiển thị một cuộc gọi đến. Hứa tư nhìn thoáng qua thì thấy người gọi là Lục Sam Xuyên. Anh vừa mới ấn nghe thì giọng nói oang oang của thằng em họ từ đầu dây bên kia đã chuyển tới. Anh Lục cầm thú, Tin nhắn tối qua của anh có gì thế? Anh kết hôn thật à? Với ai vậy? Với cô giáo hứa sao? Sao anh ra tay nhanh như chớp vậy? Lục đằng chặt lưỡi, khinh bỉ vặn nhỏ âm lượng của tai nghe Bluetooth lại. Chú có thể nói chuyện bình thường chút không? Nghe vậy đầu dây bên kia liền nhỏ giọng lại. Hứa tư quay đầu nhìn anh, lúc anh tập trung lái xe, đôi mắt không mang lại cảm giác áp lực như thường ngày, trái lại còn lộ ra vẻ lười biếng, không biết Lục Sam Xuyên đã nói gì mà anh lại khịt mũi. Khao chú một bữa gì chứ? Chú là ba hay anh là ba đây? Mẹ Lý hả? Anh chưa nói cho bà ấy biết chuyện này hả? Chú quan tâm đến chuyện này làm gì? Cút ra chỗ khác đi. Đừng quấy rầy anh đây kết hôn. Sau khi cúp điện thoại, mắt Lục Đằng nhìn giao thông nhưng miệng lại hỏi hứa tư. Tối nay gặp phụ huynh nhà anh nhé. Ừ. Lúc họ nói chuyện, cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh. Khóe môi của anh khẽ nhách ngón trỏ nhẹ nhàng nhịp trên tay lái, cả người toát ra bầu không khí. Hôm nay ông đây siêu siêu vui luôn. Anh cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, nụ cười nơi khóe môi càng tươi hơn. Bà Lục à, bà hãy kiềm chế lại chút đi. Cô ừ rồi chậm rãi thu hồi tầm mắt, uống một ngụm sữa chua sau đó nói. Anh có phát hiện từ tối qua bản thân đã không còn giả bộ nữa rồi không? Thôi rồi lượm ơi, cho chừa cái tật đắc ý này, bầu không khí trong xe bỗng im phăng phắc sắc mặt của cô vẫn như thường thản nhiên cắn một miếng sandwich trên tay từ tối qua khi định ngửa bài với lục đằng thì cô đã dự đoán được đủ loại phản ứng của anh rồi khoảng 30 giây sau lục đằng mới nói lục sam xuyên nói cho em à hứa tư lắc đầu nói tiếp em chứng kiến cuộc đối thoại giữa anh và lục sam xuyên trong lần đầu tiên tụi mình gặp nhau xin lỗi em không định giấu anh Em chỉ không ngờ anh có thể vì em mà làm đến mức này. Cô nghiêng đầu, trọt khỉu tay của anh. Anh giận à? Hay cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương? Anh trầm mặc, chỉ dừng xe ở ven đường. Sau đó nhìn chằm chằm vào cô, rồi hỏi. Có phải em không định kết hôn với anh nữa phải không? Đôi mắt anh sâu thẳm, khóe môi mím chặt, không còn ung dung như ban nãy, cũng vô tình để lộ bản tính chiếm hữu của mình. Nếu em nói phải thì anh sẽ đánh em một trận rồi đuổi em xuống xe sao? Anh lặng lặng nhìn cô hai giây, hầu kết khẽ nhúc nhích, rồi cười. Anh đánh em để làm gì chứ? Anh gắng gượng xoa đầu cô, để anh đưa em về. Nói xong anh nhìn bản đồ chỉ đường trong điện thoại, họ chỉ còn cách đích đến 13 phút mà thôi. Anh vô cảm nghĩ, chắc tại anh lái không đủ nhanh. Cũng may anh chưa báo cho mẹ mình, không thì đêm nay anh biết tìm đâu ra tổng giám đốc 38 tuổi chứ. Nhìn cô ngơ ngác thế mà lại có diễn xuất không kém gì diễn viên giành giải Oscar. Đã thế cô còn có thể bình tĩnh hẹn hò với anh rồi nhìn anh giả vờ giả vịt. Chắc cô có nhiều kinh nghiệm trong việc yêu đương lắm đây. Tuy trong lòng ghen gần chết nhưng ngoài mặt anh vẫn ung dung cố gắng giữ phong độ. Hứa tư bỗng nhiên gọi Lục Đằng Tâm trạng của anh đang tuột dốc ỉu xìu đáp lại cô. Lúc anh nghiêng đầu thì vừa hay dán lên đôi môi đang tiến tới của cô. Tim anh chạch nhịp sau đó đập nhanh như nổi trống, giống như đang cổ vũ anh vậy. Đây chắc chắn là kịch bản mà cô học được từ bạn trai cũ rồi. Anh hạ quyết tâm, tay phải mò mẫm để cởi dây an toàn, tay trái đẩy mạnh vai cô, rồi đè cô xuống trên ghế phụ. Sau đó hung hăng ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, hôn lấy hôn để, cũng bá đạo như chính con người anh vậy. Vào khoảnh khắc môi lưỡi dây dưa, một dòng điện chạy từ đôi môi ngọt ngào của cô đến thẳng tim anh thật lâu sau lục đằng mới chịu tha cho cô tựa lên chán cô để thở dốc lúc nói chuyện giọng của anh đã khản đặc sao em có nhiều kịch bản thế hả quá trình đăng ký kết hôn vô cùng suôn sẻ đến khi nhận được hôn thú hứa tư vẫn còn ngơ ngẩn cô đã biến thành phụ nữ có chồng rồi lục đằng không cho cô thời gian thích ứng chưa gì đã móc một chiếc hộp nhung từ trong túi ra dưới ánh đèn một cặp nhẫn đơn giản lại không kém phần tinh xảo đang lấp lá lấp lánh Thấy vậy mọi người xung quanh liền nhìn về phía họ ồn ào góp vui Quỳ đi, quỳ đi Lúc đang nhíu mày Ôm chặt vợ yêu đến một góc yên tĩnh ở lầu 2 Lúc anh quỳ xuống Mang chiếc nhẫn dành cho nữ vào tay cô Không nhịn được mà bật cười Bà Lục vẫn còn bình tĩnh khi được cầu hôn sao Khóe môi hứa tư khẽ nhách Ngồi xổm xuống Nhẹ nhàng hôn anh Lòng em vui đến mức Đang nở hàng ngàn tràng pháo hoa rồi đây này đây là khoảnh khắc vui nhất trong cuộc đời 20 năm của em. Lúc bà Lý đang nấu cháo thì nhận được điện thoại của Lục Đằng. Một tay quấy nồi, tay còn lại thì cầm điện thoại. Khi nào thì con về vậy, mẹ nấu cháo cá cho con nhé. Giọng Lục Đằng ở đầu dây bên kia vọng lại. Vâng ạ, à, tối nay con sẽ dẫn cô gái nhỏ về ra mắt ba mẹ. Mẹ dặn gì giúp việc nấu mấy món cay dùm con. Nụ cười của bà Lý cứng đờ. Đêm nay hả? Sao đột ngột vậy con? tụi con mới đăng ký kết hôn nên sẵn qua chào hỏi ba mẹ luôn nghe vậy cái nồi trong tay bà lý liền rơi xuống đất bà lục hoảng sợ chạy từ phòng khách vào lúng cuống tắt bếp có chuyện gì vậy sao bà lại không cẩn thận thế hả bà đang nấu cháo thì đừng gọi điện thoại bà lý ngẩn người một lát sau đó hoàn hồn căng thẳng nói chắc tôi sắp lên trước bà nội rồi bà vừa dứt lời cái nồi vừa mới được bà lục nhặt lên lại rơi xuống Tuy ba lục không tán thành chuyện con trai độc thân hai mươi mấy năm, bỗng nhiên kết hôn với nữ giám đốc 38 tuổi. Nhưng tụi nó cũng đã có con luôn rồi. Ông còn lựa chọn nào khác ngoại trừ đồng ý không? Dĩ nhiên là không rồi. Thôi, giờ ông chạy đi mua ớt để nấu mấy món cay cho con bé ăn đây. Ba mẹ lục đằng dọn dẹp nhà cửa trong tâm trạng vô cùng phức tạp. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, rồi nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường. Bà Lý dặn dò chồng, Lát nữa ông đừng nói bậy bạ gì đấy Nếu tụi nhỏ đã kết hôn Thì tuổi tác đã không còn là trở ngại gì Dù con bé đã có một đời chồng Thì ông cũng phải lịch sự nghe chưa Bà Lục trợn mắt Cái gì? Nó còn từng có một đời chồng cơ á Giọng bà Lý cao vút Ông hung dữ với ai đấy ly hôn thì đã sao Tư tưởng của ông lạc hậu quá rồi Bây giờ là thời đại tự do yêu đương và kết hôn Ông không được kỳ thị phụ nữ như vậy đâu Ba Lục cắn răng chịu đựng khi bị vợ gán cho tội lấy danh thiên cổ nói sang chuyện khác. Tụi nó kết hôn gấp gáp như vậy, không biết đã mang thai được mấy tháng rồi. Bà Lý nhầm tính, lần trước con mình về nhà có chút kỳ lạ, nếu lúc đó nó mới phát hiện ra chuyện này thì chắc cái thai cũng không quá ba tháng. Ba Lục gật đầu, thằng nhóc này biết chịu trách nhiệm đấy, cũng may là nó không để cho cháu gái của tôi thành con ngoài gia thú. Tôi thấy đứa đầu tiên nên là con trai, Vậy thì sau này sẽ bảo vệ em gái Trong lúc hai đương sự không hay biết Giới tính của con họ đã thay đổi xoành xoạch Đúng 4 giờ Ngoài cửa truyền đến tiếng xe hơi Đôi vợ chồng già liếc nhau Rồi ngồi thẳng dậy Người đầu tiên đi vào chính là đứa con trai cưa sừng làm nghé của họ Hôm nay nó mặc áo hô đi màu sáng Tay áo sắn đến khuỷu tay Giống như vừa mới đánh bóng xong vậy Bà Lý chặt lưỡi với vẻ khinh bỉ Mặc đồ cưa sừng làm nghé chi vậy muốn chọc con gái người ta bực à. Ba Lục nghĩ cũng giống vậy, nhếch miệng đầy khinh bỉ rồi nhìn sang chỗ khác. Lục Đằng tự dưng bị ba mẹ khinh bỉ, cầm nín. Sau đó họ nhìn sang cô gái đi sau con trai mình. Cô mặc bộ đầm xanh dương nhạt, họa tiết lá sen chân váy khẽ đong đưa theo từng nhịp bước chân. Nhìn lên trên thì thấy một khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, trông rất quý phái. Bà Lý sửng sốt nghĩ thầm, cô con dâu tổng giám đốc này biết bảo dưỡng nhan sắc thật. Đừng nhìn Hứa Tư lạnh lùng mà lầm, cô hoàn toàn có thể lấy lòng các bậc phụ huynh đấy nhé. Suốt một buổi tối, cô khiến cho bà Lý cười đến mức không khép miệng lại được luôn. Lúc họ sắp về, bà còn giữ cô lại, vẻ mặt đầy luyến tiếc. "Sao chưa gì mà con đã về rồi, bác còn đang định hỏi cách bảo dưỡng nhan sắc của con nữa." Lục Đăng và ba Lục vừa xuống lầu thì nghe thấy câu này, sau anh cứ cảm thấy như mình đã quên chuyện gì ấy nhỉ. Anh nhìn Hứa Tư đang cười tươi như hoa trông cô không khác gì với thường ngày cả. Tim anh đập chạch nhịp, tiến lên kéo cô về phía mình. Bà bảo vợ ba kiềm chế một chút dùm con. Tuy nói vậy nhưng cuối cùng họ vẫn ở lại đến tận khuya. Trên đường về Lục Đằng cứ mải mê nghĩ về đêm tân hôn ngọt ngào của mình. Chỉ còn thiếu mỗi việc xem cấp tốc một bộ phim cấm để học hỏi kinh nghiệm thôi ấy chứ. Vì vậy đến khi anh nhận ra vợ mình quá im lặng thì đã là chuyện của 20 phút sau. Nhân lúc đèn đỏ, anh quay đầu, sờ chán cô rồi hỏi: "Sao vậy em, em không được khỏe à?" Hứa Tư lắc đầu, im lặng một lát rồi nói: "Xin lỗi anh, hồi trước em đã hiểu lầm anh." Cô nhìn anh với vẻ phức tạp, thì ra anh đã từng có một cô bạn gái cũ. "Anh không nói với mẹ anh là hai người đã chia tay à?" "Bác gái cứ tưởng em là cô ấy." "Không phải đâu." "Thảo nào bác ấy cứ nói em quản lý công ty có mệt lắm không?" Rồi lại còn hỏi bí quyết bảo dưỡng của em nữa Em nghe anh nói đã Em nghe nói cô ấy còn là tổng giám đốc Bác gái còn nói với em là cô ấy từng có thai với anh nữa chứ Hứa tư nói Em không vui rồi đấy Đêm nay tụi mình ngủ riêng nhé Lục đằng im lặng trong chốc lát rồi nhìn cô Lần này em dẫn vui không Không hẳn Hứa tư lắc đầu Đưa ra một đốt ngón tay Cười thành tiếng Vui chút xíu xíu thôi Bác gái nói với em là hai tháng này bác đã chuẩn bị sẵn thuốc cao huyết áp cho bác trai để phòng ngừa lên cơn đau tim. Em không ngờ được người tình trong mộng của anh lại là kiểu phụ nữ tự lập giỏi giang cơ đấy. Lục đằng chỉ im lặng nghe cô chém gió, đôi mắt đen lái nhìn cô qua kính chiếu hậu. Lúc này khuôn mặt của cô ửng hồng vì vui vẻ, đôi mắt tòng thành vầng trăng khuyết, ngay cả dáng vẻ díu da díu dít cũng đáng yêu hết nấc. Gia đình luôn dặn anh phải kết hôn với cô gái mà mình biết rõ gốc gác Vậy mà anh lại quyết định đi đến hôn nhân với cô chỉ sau 2 tháng hẹn hò. Mỗi ngày trôi qua, cô lại càng khiến anh cảm thấy yêu cô nhiều hơn. Cô giống như một món quà chứa bao điều bất ngờ mà ông trời đã ban cho anh vậy. Lục đằng cục mắt nhìn theo dòng xe cộ bên ngoài, bỗng nhiên ngắt lời cô. Em nói sai rồi. Hứa tư sửng sốt. Hả? Anh chỉ mơ về em. Cho nên người tình trong mộng của anh chính là em. Hai tay cô đỏ ửng khi nghe lời mật ngọt của anh, lặng lặng quay đầu sang hướng khác, không nói gì thêm nữa. Vì họ không đi vào giờ cao điểm, nên lộ trình bình thường tốn khoảng 40 phút, đã được rút ngắn lại thành 30 phút. Lục đằng đậu xe vào gara, sau đó đi xuống xe. Anh vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ, khom lưng bế cô lên. Hứa tư vô thức giữ chặt lấy anh, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hầu kết đang nhúc nhích của ai kia. Anh làm gì thế? Bước chân của anh vẫn đều đặn, ôm cô lên cầu thang, rồi đi thẳng đến phòng ngủ chính ở lầu 2. Anh muốn làm chút chuyện mà trong mưa đã làm với cô nàng người tình trong mộng ấy. "Hình tượng của anh đâu rồi hả?" Anh chỉ thản nhiên đáp lại. "Nếu hình tượng của anh đã sụp đổ thì có phải anh nên thẳng thắn với em không?" Hứa Tư không thể trái lòng mà nói, "Không, nhưng tim cô cứ đập thình thịch dọc theo đường đi, giống như nổi trống vậy. Đến khi lưng tiếp xúc với chiếc giường mềm mại, cô mới giật mình, xoay người định bò ra ngoài. Cô còn chưa đi được hai bước thì đã bị anh nắm lấy mắt cá chân. Anh xoay người cô lại. Lồng ngực rắn chắc của anh liền đập vào mắt cô. Cô mới bỏ khoảng hai bước thôi mà anh đã kéo cô lại rồi. Lục đằng cúi xuống rồi bá đạo hôn lên môi cô. Hơi thở của họ hòa thành một. Xung quanh cô đều tràn ngập hóc môn nam tính đầy quyến rũ, lại không kém phần nồng nhiệt của anh. Hứa tư không chịu nổi cảnh tượng kích thích này, đỏ mặt đẩy vai anh. Anh lại không chịu tha cho cô. Lục đằng nhìn vào mắt cô, giọng nói khàn khàn, hàm hô và nói Làm xong rồi tắm, nhanh lắm. Lúc ấy anh không hề hay biết lời tiên đoán này của mình sắp thành sự thật. 8 giờ sáng hôm sau, Lục Đằng chỉ mặc một cái quần dài đứng trong bếp hâm nóng một ly sữa. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Sau khi ấn nhận cuộc gọi, giọng nói gian xảo của Lục Sam Xuyên liền truyền đến. Thoát đời trai tân sướng không anh? Cậu ta không nghe thấy câu trả lời thì đã hiểu hai người không hòa hợp trong chuyện chăn gối à lục đằng cười lạnh rồi cúp máy không hợp trong chuyện chăn gối cái quỷ ấy anh hít sâu một hơi nằm hẳn ra sofa suy nghĩ xem tối qua mình đã làm sai điều gì là do kỹ thuật của anh kém ư không thể nào khúc dạo đầu của anh vô cùng hoàn mỹ kéo dài gần nửa tiếng khiến hứa tư không chịu nổi nữa phải khóc lóc van xin anh lúc anh tiến vào không thấy cô nói đau gì cả còn anh lại bị cô ép chặt đến mức cả người căng cứng Nhưng đồng thời nó cũng là khoảnh khắc rung sướng nhất đời anh Cánh tay cô ôm lấy cổ anh đung đưa theo từng nhịp điệu cơ thể họ Giống như bèo lục bình gửi gắm thân mình cho anh vậy Bên tai vang lên tiếng thở dốc của cô Đây là lần đầu tiên Hứa tư sống chung với người khác sau 13 tuổi Cảm giác ngủ trong chiếc chăn được ủ ấm Lúc nấu cơm thêm hai đấu gạo này Rất mới mẻ Cô xin nghỉ kết hôn khoảng một thời gian để trải nghiệm cuộc sống của bà Lục Mà Lục Đằng cũng không bận mấy Nên hai người chỉ du rú trong nhà tận hưởng tuần trăng mật của họ Một ngày nọ, hứa tư bỗng nhiên phát hiện cả hai đều không thích rửa chén Trong bếp lại có một khoảng trống Nên cô đã vui vẻ đặt một cái máy rửa chén Rồi chuyển phát nhanh đến nhà họ Tuy buổi sáng mới đặt hàng Nhưng sau khi ăn trưa xong Hứa tư lại cảm thấy vô cùng buồn phiền khi thấy đống chén trên bàn Biết vậy thì em đã mua nó sớm hơn rồi Lục đang buồn cười nhìn dáng vẻ thù hằn của cô Lẽ nào trước kia em toàn dùng chén xài một lần rồi bỏ à Cô lắc đầu Em cũng muốn lắm chứ Nhưng em quá nghèo để làm vậy Rất lời cô mím môi Ngại ngùng hỏi anh Anh có thấy em lười quá không Anh bưng chén đũa vào bếp Anh chỉ cảm thấy mình rất may mắn Khi tìm được một cô vợ biết nấu ăn mà thôi Cô nghĩ thầm cũng đúng Phải công nhận rằng cô nấu ăn siêu ngon làm đồ bếp vẫn còn dư sức ấy chứ. Sau đó cô tung tăng đi vào bếp, lấy tạp dề treo sau cửa xuống, rồi nhón chân mặc vào cho anh. Vì lục đằng cao hơn cô quá nhiều, nên dù anh đã cúi đầu, cô vẫn phải nhón chân mặc tạp dề cho anh. Lúc cánh tay mảnh khảnh của cô vòng qua tay anh, anh cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp này. Trông họ bây giờ chẳng khác nào đang ôm nhau cả. Cô vợ mới cưới nhào vào lòng mình, nếu anh không làm gì thì có còn là đàn ông nữa không? Hậu kết của Lục Đằng khẽ nhúc nhích, nắm eo cô rồi kéo cô về phía mình. Chỉ trong nháy mắt, chút khoảng cách giữa họ liền biến mất. Đầu cô đập vào ngực chồng khiến cô ngơ ngẩn trong chốc lát, sau đó cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của anh. Sau mấy ngày sống chung với nhau, cô đã quá quen với ánh mắt muốn làm chuyện ấy của ai kia. Lúc muốn lăn lên giường, ánh mắt của anh sẽ sâu thăm thẳm, mãnh liệt lại không kém phần áp lực. Thấy anh như vậy, Cô vô thức túm chặt lấy cái nơ sau cổ anh Khi khuôn mặt của họ chỉ còn cách nhau 0,01cm Thì tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên Hứa tư mở tròn mắt Đẩy lục đằng ra Vội vàng chạy ra ngoài Máy rửa chén đến rồi Máy rửa chén của chị đã đến rồi Tạp dề chưa mặc đàng hoàng thì đã bị rơi xuống đất Hứa tư chạy đến huyền quan liền che mặt vì ngại ngùng Đồng thời thở phào nhẹ nhõm Cô không chịu nổi cảnh chồng mình cứ đột nhiên đòi lăn giường đâu Kỹ thuật viên lắp ráp rất nhanh, chưa đến 20 phút đã làm xong. Hứa tư nghiên cứu cái máy này trong chốc lát với vẻ tò mò. Nó rửa chén sạch bóng sáng luôn kìa. Lục đằng tựa vào cửa, lờ đãng đáp lại cô. Sau đó anh nhìn thời gian trong đồng hồ, gõ cửa dò hỏi. Em có ngủ chưa không? Cuộc sống của cô rất có quy luật. Mỗi ngày đều phải uống một ly sữa, rồi ngủ trưa một tiếng vào giờ này. Cô lắc đầu đáp. Cái hộp đựng đồ em mới mua giao đến nơi rồi, để em đi sắp xếp lại tủ quần áo đã Anh cứ ngủ trước đi Anh cụp mắt Hàng mi rũ xuống tự như che khuất đi suy nghĩ của mình Hứa tư ngồi xếp bằng chiếc tủ quần áo Vào thời điểm tuyệt vời nhất để ngủ trưa Sau đó nghiêm túc lấy toàn bộ quần áo của họ ra để phân loại Vì cái hộp đựng đồ lót mới mua của cô có màu sáng Nên cô có thể nhét nó vào ngăn cuối Cô lấy đồ lót ra từ trong đống đồ Cuộn tròn chúng nó lại như sushi Sau khi xếp đồ xong Cô liếc qua chồng quần áo sẫm màu của anh, liếm môi rồi lén lút nhét quần lót của chồng vào giữa đống đồ. Cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh bỗng nhiên lên tiếng. Em để vậy thì anh sẽ không tìm thấy nó mất. Cô giật mình, suýt nữa là đâm đầu vào ngăn tủ. Hứa tư quay đầu lại thì thấy anh đang nhìn về phía mình. Không phải anh ngủ rồi à? Lục đằng vỗ vào cái giường. Anh không quen ngủ một mình. Sau đó anh vòng lại đề tài ban nãy. Sao em không xếp quần lót của anh? Ngay vậy mặt cô đỏ bừng, vội vàng đáp, "Em đã xếp xong rồi mà." Anh chỉ vào cái hộp đã được sắp xếp xong xuôi trong tay cô, "Anh cũng muốn được cuộn lại như sushi cơ." Ngón tay của Hứa Tư khẽ động đậy, định giấu chồng đồ lót kia thì tay anh đã nắm lấy eo cô, sau đó kéo cô lên giường. "Để anh tự làm được rồi, giờ em ngủ trưa với anh nhé." Mấy bữa ngủ trưa thê thảm vẫn còn rõ mồn một, một trong tâm trí của cô, khiến cô vô cùng ám ảnh với hai chữ ngủ trưa này. Cô vội vàng đẩy tay anh ra Em còn chưa giặt đồ nữa Anh ung dùng đáp Anh giặt xong rồi Hứa tư nói Em phải soạn bài Em đang nghỉ phép mà Làm gì có lớp để soạn bài chứ Cô hết cách rồi Lục đang cụp mắt Im lặng trong chốc lát rồi ngập ngừng hỏi Kỹ thuật của anh không được tốt à Anh hỏi vậy là vì thấy biểu hiện mâu thuẫn của cô Mỗi khi nhắc đến chuyện ấy Theo như anh nhớ thì ngoại trừ lần đầu tiên không được ổn thì những lần sau đều có vẻ bình thường mà, nhỉ? Quay trở lại với hiện thực thôi nào. Sau N lần bị vợ từ chối lời mời gọi uyển chuyển của mình, anh cảm thấy vô cùng buồn bã, để cô xuống giường kiên cường hỏi tiếp. Kém đến cỡ nào? Có phải rất kém không? Hứa tư không biết vì sao chủ đề ngủ trưa lại biến thành kỹ thuật chăn gối. Sau khi hoàn hồn, mặt cô đỏ bừng. Sau đó lan đến tận cổ, lung tung đến mức muốn đập cho anh ngất đi luôn ấy chứ lục đằng không nghe được câu trả lời của vợ nghĩ thầm vừa làm vừa nói chuyện có vẻ hiệu quả hơn ôm eo cô rồi cởi áo ngủ ra đúng lúc này tống viện viện lại gọi điện đến cũng vô tình giải cứu hứa tư cô bò xuống giường chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó cô ló đầu ra thì nhìn thấy anh đang nằm giang tay giang chân trên giường một tay che mắt thở hồn hền hạ hỏa thấy anh như vậy cô bỗng cảm thấy mình hơi quá đáng cô cũng từng nghe nói đàn ông vừa khai trai sẽ nghiện làm chuyện ấy có lẽ cô nên thông cảm cho anh cứ trôn tranh mãi cũng không phải là cách hay sau khi thay quần áo xong cô ngồi xổm bên mép giường nhẹ nhàng hôn lên môi anh xin lỗi anh lâu rồi em không gặp viện viện em hứa sau khi uống trà chiều xong thì em sẽ về ngay lục đằng vẫn không nhúc nhích giàu dĩ nói khi nào em về thì tụi mình sẽ tiếp tục anh dừng lại rồi nói tiếp ba lần cô cạn lời Ném gối vào mặt anh rồi cầm túi sách chạy mất Sau đó chuyển đến tiếng đóng cửa Lục đang mất vài phút để dập lửa Sau đó bỏ tay xuống Ngẩn ngơ nhìn trần nhà Hai giây sau anh lấy điện thoại để cạnh gối Rồi tra google Làm sao để đàn ông nâng cao kỹ thuật phòng the Sau khi ấn tìm kiếm Anh nhìn thấy vô số chủ đề tương tự câu hỏi của mình Trong lòng thoáng được an ủi Lúc ấn vào xem thì thấy đa số các câu trả lời chỉ toàn về thực phẩm chức năng bổ thận tráng dương. À, còn có hai câu trả lời rất được nhiều người like. Chính là luyện tập thêm với bạn gái là sẽ ổn thôi. Và kỹ thuật không quan trọng, cái quan trọng là thời gian. Trong lúc anh đang nghi ngờ năng lực của bản thân, chuông cửa bỗng vang lên. Vì mấy ngày nay hứa tư đặt mua rất nhiều đồ trên mạng, nên anh cứ tưởng người đến là shipper. Anh mặc đại một cái áo thun vào, rồi bò dậy mở cửa, Cửa còn chưa mở hẳn Giọng của người phụ nữ đã vang lên Còn định trốn mẹ đến khi nào nữa hả Tống viện viện quan sát hứa tư đang đi đến Nhìn lướt qua bàn tay trái của cô ấy Thì thấy ngón giữa mang một chiếc nhẫn kim cương đơn giản Lại không kém phần tinh xảo Cô ôm ngực Khoa trương chỉ vào hứa tư Mới không gặp có mấy ngày mà cải thiện với tớ nuôi bao lâu nay đã bị heo ăn mất rồi. Hứa tư im lặng trong chốc lát rồi lại sửa lại lời cô. Nói đúng hơn là heo đã bị tớ tóm được. Mới kết hôn mà đã bênh tên kia rồi, mà mà đau lòng quá đi mất. Hứa tư không thèm để ý đến màn kịch của cô nàng này, cài áo rồi ngồi xuống. Tống viện viện gọi phục vụ lấy một ly cà phê đá cho hứa tư, quay lại thấy hành động này của cô ấy thì cười đáp. Cậu khỏi cần che, dù sao thì tớ đã thấy nó từ lúc cậu đi vào rồi. Dựa theo vết hôn ngay chỗ bắt mắt kia thì có vẻ như chồng cậu rất nhiệt tình nhỉ nghe vậy tay hứa tư liền đỏ ửng múc một miếng bánh để chặn miệng cô tống viện viện cười gian hỏi ngôi mộ mang tên hôn nhân có vui không hứa tư suy nghĩ một lát rồi thật thà đáp vui lắm hứa tư nghĩ đến gì đó cắn môi thò đồ qua rồi nhỏ giọng hỏi tớ hỏi cậu cái này mắt tống viện viện sáng rực nhiều chuyện sáng tới chuyện gì thế bí mật nhỏ gì thế hứa tư nói à không có gì đừng mà tớ đảm bảo sẽ nghiêm túc trả lời cậu mà. Hứa tư do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nói cho viện viện về chuyện chăn gối không hòa hợp của vợ chồng mình. Tống viện viện đang ỉu xìu vì không nghe được bí mật nhỏ, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ấy, cậu nói chuyện này cho mẹ và bố dưỡng chưa vậy? Sao tớ cứ cảm thấy họ sẽ tức giận đến mức ngất xỉu luôn ấy nhỉ? Tớ chưa nói cho họ nữa. Ủa, vậy chồng cậu chưa biết chuyện nhà cậu à? Khi nghe viện viện nhắc đến lục đằng, hứa tư ngập ngừng đáp chắc là biết sau một bữa tối họ đang ngồi trên sofa xem tin tức lúc chuyển đến kênh kinh tế và tài chính gương mặt quen thuộc của người đàn ông kia bỗng xuất hiện khiến cho cả người hứa tư cứng đờ chỉ mới nửa năm mà người phụ nữ bên cạnh ông ta đã biến thành một cô người mẫu chân dài tới nách chứ không còn là mẹ cô nữa rồi trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ lục đằng đột nhiên rưỡi tay chuyển kênh bức ảnh trai gái mờ ám bị chụp lén trên màn hình bỗng biến thành phim cổ trang ngọt ngào cô cảm thấy khó hiểu bèn hỏi anh sao vậy anh anh vuốt nhẹ tóc cô tùy ý đáp người đàn ông kia xấu trai quá nên anh không muốn xem thôi tuy lúc ấy cô không nghĩ gì nhiều nhưng bây giờ ngẫm lại thì có hơi kỳ lạ từ lúc hẹn hò đến giờ cô chưa hề nói về gia đình mình mà anh cũng không hề có ý ra mắt ba mẹ cô kỳ lạ thay Cô lại cảm thấy anh đã biết chuyện của gia đình cô. Suốt một buổi chiều, Tống Viện Viện với suy nghĩ khó khăn lắm mới hẹn được gái đã có chồng, đã dẫn hứa tư can kết toàn bộ trung tâm thương mại. Sau khi xong xuôi, cô nàng nằm ườn ra sofa trong khu mua sắm, với vẻ thỏa mãn lẫn mệt mỏi, rồi nói: "Sướng thật. Tiêu tiền luôn là sở thích của phụ nữ." Tống Viện Viện đã xài hết 2 tháng lương mà lại bảo sướng mới chết chứ. Cô quay đầu đang định lên tiếng thì thấy hứa tư ngồi trên sofa, cúi đầu gửi tin nhắn với nụ cười tươi giói bên môi. Bây giờ Tống Viện Viện đã được trải nghiệm cảm giác đau đớn khi ở cạnh người ấy mà cứ như cách xa vạn dặm rồi. Rốt cuộc là tên yêu nghiệt phương nào đã câu hồn của đàng tiên nhỏ lạnh lùng nhà cô rồi. Vì bây giờ không còn sớm, lát nữa Tống Viện Viện còn hẹn ăn tối với khách hàng, cộng thêm việc lục đằng sắp đến đón hứa tư, nên cô liền gọi xe taxi. Trong lúc đợi xe ở bên đường, Tống viện viện nhìn thoáng qua bên kia thì thấy cây cải thìa nhà cô, sách túi lớn túi nhỏ, đến bên cạnh một chiếc Mercedes. Chắc người trong xe đã thấy hứa tư, liền hạ kính xuống, thò tay ra ngoài. Tay người đàn ông này khá trắng, còn mang đồng hồ màu bạc, vì quá xa nên cô không nhìn ra được hiệu gì. Hứa tư đến cạnh cửa sổ nói gì đấy, người đàn ông bỗng vươn tay vuốt tóc cô ấy, rồi dịu dàng xoa gái cho vợ. Hứa tư khẽ hất tay anh ta ra, vòng qua đầu xe, rồi ngồi vào ghế phụ kính xe dần đóng lại chiếc xe xuôi theo dòng xe cộ đông đúc rồi rời khỏi con đường này hai người họ vốn định ra ngoài ăn nhưng hứa tư bỗng nhớ ra cái máy rửa chén mình mới mua quyết định xài thứ có sẵn ở nhà thế là hai người liền đi siêu thị mua nguyên liệu để nấu ăn hứa tư đi trước chỉ chăm chú chọn đồ ăn lục đằng chậm rãi đẩy xe theo sau cô vì hôm nay đi vội nên cô chỉ mặc áo sơ mi van cổ bèo với với váy dài màu nhạt. Trang phục của cô tươm tất và rực rỡ giống như chính cô vậy. Lục đằng cụp mắt, nhớ lại người phụ nữ không mấy xa lạ kia. Tuy gương mặt của bà ta rất giống cô, nhưng sự khắc nghiệt và đanh đá giữa hai hàng chân mày lại khiến anh trướng mắt không thôi. Bà ta đang hùng hồn đẩy cửa vào, thì thấy lục đằng sừng sốt trong giày lát, cau mày nhìn vào bên trong. Bà ta chỉ cần liếc qua là đã thấy khung cảnh của hứa tư để trong phòng khách. Trong hình hứa tư cười tươi như hoa Nhưng nó lại là cảnh mà lâu rồi bà chưa được thấy Sau đó bà ta quen cửa quen nẻo Đi vào trong Rồi ngồi xuống sofa Tôi là mẹ của hứa tư Lục đằng bình tĩnh rót hai ly trà Rồi ngồi đối diện bà ta Tôi biết bà cần gặp cô ấy Thì ra nó trốn tôi hết nửa năm Là để tìm bạn trai Bà ta lạnh lùng đánh giá anh Từ đầu đến chân trong vòng 20 giây Rồi nói tiếp Cô cậu yêu nhau bao lâu rồi Lục đằng đáp thẳng Hai tháng ạ à? Bà ta nhíu mày đáp Con bé bị tôi dồn vào đường cùng rồi Sau khi lục đằng chấm dứt hồi tưởng Thì thấy hứa tư đang vẫy tay với anh Từ khu bán hải sản Anh muốn ăn cua không Anh đẩy xe đến chỗ cô Nhìn sinh vật đang dương nanh múa càng Em biết làm món này à Hứa tư hồi tưởng lại chuyện cũ Cười đáp Lúc ấy em mới học cấp 2 Thế trên mạng bảo bị cua kẹp chúng thì sẽ nhiễm khuẩn Khiến em sợ đến mức khóc suốt 2 ngày Lục Đằng cụp mắt nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp của cô, anh không hiểu được vì sao một cô bé 14 tuổi lại phải tự hấp cua. Anh cười xoa đầu cô, rồi dẫn cô đến hàng thịt và rau. "Thôi, anh không muốn em khóc đâu." Cô vô thức phản bác, "Vậy mà tối qua anh lại..." Nói chưa hết câu đã dừng lại, cứng nhắc chuyển đề tài. "Anh muốn ăn thịt gì?" Vì giọng cô không lớn nên anh không nghe rõ khúc đầu. 5 giây sau, anh mới kịp phản ứng nhướng mày hỏi Tối qua làm sao cơ Tay hứa tư đỏ ửng Đẩy xe về phía trước Rồi bỏ hết tất cả thức ăn mình nhìn thấy vào trong xe Lục đằng liếm môi Mỉm cười đi theo sau vợ Hình như trước giờ anh đã hiểu lầm điều gì đó rồi thì phải Sau khi chọn xong rau củ Hứa tư lượn qua khu bán đồ ăn vặt Sẵn tiện mua thức ăn cho cuốn cưng ở nhà luôn Mấy ngày nay Lục Đằng lấy cớ họ đang hưởng tuần trăng mật để đưa bé cún nhỏ cho Lục Sam Xuyên vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ nuôi nó đi không cần trả lại cho anh đâu lục sam xuyên cầm nín sau khi anh họ lộ ra tính cách thật thì càng ngày càng kiêu ngạo cô ngồi xổm trước kệ bán thức ăn cho chó trong tay ôm ba loại khác nhau với vẻ phân vân khi còn bé cô từng nuôi một con mèo nhưng chưa bao giờ nuôi chó nhất thời không biết nên chọn loại nào cô định tra google thì lục đằng đã khom lưng rút một hộp ra rồi nói nó thích ăn của hãng này nói xong anh lấy thêm hai vị khác cùng hãng chật nó càng ngày càng ăn nhiều cô vẫn còn ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn anh dưới ánh sáng khuôn mặt của anh trông vô cùng dịu dàng ngoài mặt lại mỉa mai lục sam xuyên đã chiều hư bé cuốn nhỏ thích anh quá đi mất cô ngẩng đầu nhìn anh hai giây bỗng nhiên túm vặt áo của anh tuy lục đằng không biết vì sao vợ yêu làm vậy nhưng vẫn ngồi xổm xuống theo ý cô anh còn chưa kịp mở miệng thì cô đã thò người qua, hôn phớt lên má anh. Lục Đằng sửng sốt không thôi. Cô không nói lời nào, ngồi im tại chỗ, hai má lúm đồng tiền ngọt ngào xuất hiện, đôi mắt sáng như sao. Trông cô giống như đàn em vừa mới dũng cảm hôn người mình thích dưới gốc cây vậy. Tuy anh chưa bao giờ hôn đàn em dưới gốc cây, nhưng anh đã từng mơ những giấc mộng 18 cộng. Khuôn mặt mơ hồ của cô gái trong mơ bỗng trở nên rõ ràng, từ cặp mắt đến đôi môi đều biến thành của hứa tư, ngay cả má lúm đồng tiền của cô cũng có tất Hầu kết lục đằng di chuyển Khó khăn rời mắt Mợ nó Lục đằng mày là cầm thú sao Được sự hứa tư không hề biết Một động tác tình cảm của mình Đã khiến cho chồng trở nên đen tối Thậm chí anh còn ảo tưởng ra N tư thế Mà họ sẽ làm nữa cơ Lúc cô đang vui vẻ đứng lên Thì nghe thấy có người gọi tên mình Với vẻ kích động Cặp vợ chồng đang ngồi xổm xuống cạnh kệ hàng Để làm chuyện xấu hết hồn khi bị người khác bắt gặp hứa tư luống cuống vịn bà vai của chồng để đứng lên hai chân tê dần cô quay đầu lại thì thấy một người đàn ông có vóc dáng cao gầy đang đẩy xe về phía này vẻ mặt chồng rất vui không ngờ lại gặp được em ở chỗ này hứa tư nhìn khuôn mặt của người đàn ông xa lạ rồi im lặng người đàn ông ngại ngùng gãi đầu anh là lâm sâm đây hồi trước tụi mình từng ăn một bữa cơm với nhau cô đã nhớ ra người này vô thức nhìn anh chồng ở phía sau mình. Chào anh, đã lâu không gặp. Lâm Sâm nhìn hộp thức ăn cho chó trong tay cô. Em cũng nuôi chó à? Anh ta thản nhiên bước lên phía trước rồi nói. Hai hộp em lấy khá ổn đó, chó nhà anh thích lắm. Sau đó anh chàng này bắn như súng liên thanh về cách nuôi chó. Ủa, kịch bản gì thế này? Không phải cảnh kế tiếp là vợ chồng họ tình tứ rồi về nhà sao? Cô xấu hổ đứng yên tại chỗ, tay trái bị lục đằng đang đứng sau lưng nắm lấy. Tuy anh không nói tiếng nào, nhưng trên người vẫn toát lên vẻ bất mãn như đang muốn hỏi, người đàn ông này là ai thế? Giây tiếp theo, Lâm Sâm đã đưa ra đáp án thay cô. Giọng anh ta nhỏ dần, cụp mắt nói, trước kia là anh không phải, vì anh chưa tự nghĩ đến việc kết hôn sớm, nên mới hết hồn khi nghe em nói như vậy. Sau này anh muốn tìm em thì đại lý mai mối nói là em đã kết hôn rồi. Anh đã bỏ lỡ một cô gái tốt như em, anh ta càng nói thì sau lưng cô lại càng ớn lạnh. Trong suốt cuộc đối thoại, Lâm Sâm cứ như mù có chọn lọc, coi lục đằng như không khí, sau đó bày tỏ sự buồn bã và tiếc nuối của bản thân với cô. Đã thế trước khi anh ta đi còn thở dài với vẻ đau buồn nữa chứ. Chúng ta mới ăn một nửa bữa với nhau thôi mà, anh buồn bã gì thế? Sau khi bóng dáng cô độc của Lâm Sâm khuất sau mấy cái kệ, lục đằng mới tiến lên phía trước, trầm giọng hỏi. Đấy là đối tượng xem mắt có tiến triển của em à? bản năng sinh tồn của hứa tư rất cao Vội vàng đáp Tụi em chỉ ăn một nửa bữa với nhau thôi Em không thích anh ta Thậm chí còn không lưu số của anh ta nữa Lục đằng ừ rồi mí môi đẩy xe ra ngoài Hứa tư gãy mặt Cẩn thận đi theo sau anh Trong suốt đường về Lục đằng không nói lời nào Chỉ cúi đầu với góc 45 độ Hứa tư cảm thấy mình giống một cô hàng Trêu hoa gẹo nguyệt Còn anh là cô vợ nhỏ cụp mắt kìm nén cơn giận Suy cho cùng thì cô cũng có một tá đối tượng xem mắt Mà người nào cũng là kiểu ngẫu nhiên gặp mỗi tuần Cũng sẽ khiến cô đau đầu suốt 2 tháng Họ lặng lặng đi ra khỏi thang máy Sau đó đi đến căn hộ của họ Vào khoảnh khắc cửa nhà mở ra Cô ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng của phụ nữ Tuy mẹ hứa không xịt nước hoa Nhưng cô luôn có thể nhận ra bà đã lặng lẽ đến chung cư của mình Trên người của bà có mùi kiêu căng ngạo mạn Tự cao lại tham vinh hoa phú quý Cô níu ống tay áo của anh Mẹ em đã đến à Ừ Bà ta nói gì với anh Lục đằng đưa lưng về phía cô Giọng nói vô cảm Tóm tắt toàn bộ cuộc đối thoại giữa họ chỉ bằng một câu Cũng không có gì nhiều Bà ấy giới thiệu về gia đình em Vị hôn phu của em và màn đánh cuộc trong cơn tức giận Anh dừng lại rồi nói tiếp À đúng rồi Bà ấy còn tặng cho anh một tấm chi phiếu có 8 con số nữa chứ Nói thật thì cảm giác bị người ta ném chi phiếu vào mặt vô cùng vi diệu. Cô mí môi, nhón chân quay mặt anh về phía mình. Anh có nhận không? Anh không nhúc nhích, chỉ cụp mắt nhìn cô. Ở cửa ra vào tối om, vẻ mặt cô ủ rũ, lông mày nhíu lại. Anh chậm rãi, hừm, rồi kéo dài giọng đáp. Bà ấy cho anh xem ảnh chụp của em và vị hôn phu. Anh có lập trường gì để không nhận chứ? Cô tưởng tượng ra cảnh mẹ mình kiêu căng phát lối, còn anh phải nhẫn nhịn thì tức điên Lấy hôn thú của họ và tấm ảnh cưới từ trong túi ra Rồi ném đến trước mặt anh Anh mới là người đăng ký kết hôn với em Vị hôn phu do bọn họ tự quyết định là cái thá gì chứ Hai má hay hay phồng lên Trông cô như một quả pháo nhỏ Đang bị châm ngòi vậy Ngay cả dáng vẻ tức giận của cô Cũng đáng yêu quá đi mất Anh không nhịn nổi nữa Cuối người rồi bế cô ngồi lên trên kệ giày Tầm mắt của họ giao nhau Anh chậm rãi nói Ừ, anh ném hôn thú vào mặt bà ta rồi nói anh dừng lại như để nhớ cho chính xác anh nói ông đây mới là người đăng ký kết hôn với hứa tư vị hôn phu do mấy người tự quyết định là cái thá gì chứ ngay vậy cô bỗng khựng lại à rồi rồi dám liếm môi anh ném vào mặt bà ta thật à lồng ngực của anh khẽ chấn động vì tiếng cười đột ngột sau đó hôn lên đôi môi của cô anh lừa em đấy chỉ mới hôn một cái mà hô hấp của anh đã trở nên gấp gáp. Cô ôm lấy mặt anh, bỗng nhiên cảm thấy mình không còn phản cảm chuyện ấy nữa. Lúc cô bị anh bế vào phòng ngủ, cô ôm lấy cổ anh rồi nghiêm túc nói, "Lục Đằng, em rất thích anh, thích đến mức muốn cùng anh sống hết quãng đời còn lại. Cho nên anh đừng suy nghĩ vẩn vơ, cũng đừng phủ nhận lần đầu tiên động lòng của em vì những câu nói nhảm nhí của người khác." Bước chân của Lục Đằng khựng lại, khóe môi khẽ nhếch, thật là khéo anh cũng vậy. Các bạn vừa lắng nghe trọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này, đừng quên để lại cảm nhận của các bạn bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới, cũng như nhấn like chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin mến chào và hẹn gặp lại.